đó, thì những cái chức năng của nó xài như thế nào thì tí nữa Ban Thảo sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng nha. Thì cũng rất là chào mừng cái team team tài chính của anh Sơn Nhan nha. Và do các bạn ở team bên này nè là cũng đã một số anh chị đã có cái tài khoản cài trước đó rồi, cho nên là hôm nay thì team của mình là dự thính thôi nha. Còn sau cái buổi học này mà không hiểu gì ấy, thì Mai Thảo sẽ hỗ trợ sau, hoặc là cũng có thể mời team của mình tham gia những cái buổi học như thế này mà vào tuần tới nha. Rồi thì chương trình của mình chắc khoảng là 2 phút nữa đi thì Mai Thảo sẽ bắt đầu. Thì như thường lệ thì trước khi bắt đầu chương trình thì em hay nhắc mọi người cách để tham gia vào Zoom á. Sẵn đó thì cũng nhờ anh chị mình đã vào trong đây rồi, thì cũng nhờ anh chị hỗ trợ giùm, nếu như mà mình còn anh chị em mình còn khách hàng ở bên ngoài mà họ chưa có vào học được đó, thì cũng nhờ anh chị hướng dẫn vô giùm. Thì hôm nay chương trình của mình là học qua Zoom, thì Zoom mình sẽ vào bằng 3 cách nha. Cách thứ nhất là anh chị bấm thẳng vô cái đường link Zoom luôn rồi mình vào lớp luôn. Còn không được nữa thì anh chị mình nhập cái ID với cái pass mình thủ công á, mình nhập vô thì mình sẽ vào được. Rồi cái cuối cùng, cái trùm cuối là nếu như mà 2 cách đầu mình vẫn không sử dụng được thì anh chị copy cái đường link, anh chị dán lên cái chôm hay là cái cốc cốc gì đó là mình sẽ xài được nha. Dạ rồi. Và chương trình ngày hôm nay tất cả các lớp bên viện đào tạo đều có quay video lại hết. Và nếu như anh chị mà hôm nay mình học bị mạng bị sao đó mà không có xem hết được chương trình thì mình sẽ xem video lại, hoặc còn xem qua kênh YouTube của viện đào tạo Bách Khoa nha. Rồi bây giờ là 32 phút rồi. Chắc là em sẽ bắt đầu chương trình luôn nha mọi người. Mọi người đồng ý không? Đồng ý bắt đầu chương trình luôn không? Thì ai vô sau mình sẽ học sau nha. Đồng ý thì nhắn số 5 giùm em với. Mình bắt đầu chương trình luôn. Sẵn sàng. Trời ơi, team của anh á, năng lượng ghê luôn á. Ngày phải đi qua đó lấy miếng năng lượng đem về bên đây quá. Bên đây á, là team slow motion nha. Kỹ thuật nên không có rộn ràng như bên anh được. Rồi. Ba luôn mời. Dạ rồi thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Mai Thảo xin phép giới thiệu một ít về thông tin của Viện Đào tạo Bách Khoa, đó chính là đơn vị mà đã tạo nên cái khóa học của chúng ta ngày hôm nay. Dạ thì rất là chào mừng các anh chị đang có mặt trong cái lớp gọi là cái chuỗi cộng đồng, cái lớp của cái chuỗi dự án cộng đồng bên Viện Đào tạo Bách Khoa. Thì chính xác là vào tất cả các buổi tối hàng tuần, vào lúc 7:30 tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì bên Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các anh chị về thiết kế hình ảnh và thiết kế web. Cụ thể là mình sẽ học về thiết kế Canva nè, thiết kế landing page nè, thiết kế WordPress nè, đó hay là PowerPoint. Và thứ ba, thứ năm á, mình sẽ học những cái lớp như thế này, những cái lớp về marketing, về Facebook hay là những sử dụng những cái công cụ mà sử dụng data trên khách hàng để giúp anh chị có một cái công cụ bổ trợ thêm cho cái công việc kinh doanh của mình nữa. Và vào tối thứ bảy hàng tuần á, thì là sẽ có một những cái chuyên đề đặc biệt về tài chính. Thì anh chị nào mà mình quan tâm về tài chính nhé, thì mình hãy tham dự vào buổi tối thứ bảy nha. Đó. Và ngày chủ nhật thì thường là sẽ có những cái lớp đào tạo nội bộ. Và ngày hôm nay các anh chị cũng đang có mặt trong cái lớp đào tạo nội bộ nè. Chứ thật ra những cái chương trình này là chỉ đào tạo cho cộng tác viên bên Viện Đào tạo Bách Khoa thôi. Đó. Nhà trai đừng khen tôi giá xinh nữa. Dạ rồi. Thì để nói về Viện Đào tạo Bách Khoa thì kính thưa các anh chị thân mến, Viện Đào tạo Bách Khoa đã thành lập được 28 năm rồi ạ. Và luôn đi theo ba cái giá trị cốt lõi, đó chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Và hiện tại thì Viện Đào tạo Bách Khoa đang được tiến sĩ Thái Lâm Toàn làm viện trưởng, và cùng rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ cũng như là giảng viên của nhiều trường đại học đã về chung tay đồng sáng lập và vận hành ạ. Và nếu các anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết về Viện Đào tạo Bách Khoa, các anh chị có thể truy cập website là viện đào tạo bách khoa.edu.vn các anh chị nhé. Và rồi thì nội dung chính ngày hôm nay là mình sẽ học về những cái phần mềm web data khách hàng ở trên nền tảng Facebook và Zalo. Và cái người phụ trách chính là em luôn, cho nên là sẵn một con đôi việc thì em xuất hiện luôn rồi, em tự giới thiệu luôn. Em tên là Mai Thảo thì hiện tại em đang là thành viên của Viện Đào tạo Bách Khoa. Và cái mảng em phụ trách chính đó là bên Canva, em hỗ trợ các anh chị thiết kế về Canva. Đó. Nhưng mà hôm nay cái sản phẩm này là sản phẩm mới thì em được ưu tiên là được được ưu tiên là sẽ demo cho các anh chị xem. Thì đó, thì em cũng không có xuất thân là dân kỹ thuật đâu, em là kinh doanh, em là dân kinh doanh, em làm bất động sản. Thì về kỹ thuật em cũng không có rành, nhưng mà cũng đã có khoảng 2 tuần trải nghiệm cái phần mềm này rồi. Thì ngày hôm nay em biết cái gì em sẽ chia sẻ lắm cho các anh chị nha. Đó. Và rồi và luôn luôn bắt đầu cái lớp của em thì có 2 tiêu chí. Thứ nhất là em không có giỏi sư phạm, cho nên là em dạy sẽ không có hay. Đó thì các anh chị hoan hỉ cho em. Và cái thứ hai là em cũng không có giỏi tiếng Anh luôn, cho nên nhưng mà em thích nói tiếng Anh lắm, còn nói sai thôi. Đó thì các anh chị cũng hoan hỉ bỏ qua cho em ha.
Ngày hôm nay mình ở đây, mình có mặt ở cái lớp này chủ yếu là mình học cái kiến thức, và mà em chia sẻ là những cái thực chiến em làm được, em hướng dẫn cho các anh chị thôi, chứ không phải là giáo viên, không có phải là quá giỏi quá xuất sắc gì ở đây mà để phải nói cái gì nó cao siêu hết ha. Ở đây là mình hoan hỷ, mình mở, mình đâu còn mai ra, mình mở mình học những cái gì tốt đẹp thôi. Ok nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu luôn. Thì bây giờ để bắt đầu chương trình cho em hỏi nè, ở trong đây các anh chị nào là lần đầu tiên tham dự cái lớp bên viện Đào Tạo Bách Khoa thì nhắn tiếng số 1 giùm em. Lần đầu tiên tham dự luôn, chắc là tim của anh sẽ nghe nhiều lắm nè. Rồi rồi, các anh chị comment lên đi ạ. Rồi tiếp nè, những anh chị nào đã là thành viên của viện Đào Tạo Bách Khoa và đã có tài khoản nè, đã có tài khoản symbol Zalo nè, symbol UID nè, và cái viral content rồi thì nhắn tiếng số 2 cho em. Rồi anh chị nào có tài khoản rồi thì, tại vì nếu hôm nay anh chị có tài khoản rồi thì anh chị sẽ demo và anh chị làm theo em luôn, còn nếu anh chị chưa có thì anh chị giữ thính, anh chị coi em làm nha. Rồi còn anh chị nào mình đã cài đặt tài khoản rồi không ạ, thì trong cái team mà cộng tác viên của bệnh viện đào tạo thì đã được cấp những cái đường link cũng như là hướng dẫn các anh chị cài đặt cái phần mềm này rồi, thì anh chị nào hôm nay tham dự lớp này có tài khoản rồi nhấn phím số 2 giùm em để em đi vào chương trình luôn nha. Một anh chị Văn Anh thôi hả, anh chị đi đâu mất siêu hết rồi. Anh Đông nữa rồi, ok. Rồi, ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ học ba phần mềm ha, là phần mềm UID và phần mềm symbol Zalo, và một phần mềm nữa là viral content nha. Thì mình sẽ đi cái phần đầu tiên là cái phần mềm symbol UID trước. Đấy, thì em sẽ mở cái phần mềm lên cho mọi người xem. Mọi người thấy màn hình đúng không ạ? Em sẽ bật mic cho mọi người luôn, rồi mọi người cần hỏi cái gì cứ hỏi nha. Tại vì hôm nay là thành viên mới nhiều hơn thành viên cũ, cho nên anh chị sẽ có những câu hỏi thắc mắc thì anh chị cứ hỏi nha. Ok, thấy rõ, em cảm ơn anh. Dạ. Đây, em giới thiệu cho mọi người ha. Rồi. Hồi sáng bây giờ nói thì nó tắt tiếng rồi mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ ha, em giới thiệu đến các anh chị nè. Cái gói combo ở bên ATB á, mà bị đào tạo Bách Khoa đang kinh doanh, nó gồm có 4 cái phần mềm. Thì trong đây cho cái bảng này của em đã cài đỉnh điểm rồi, nên anh chị chỉ cần nhìn theo những cái phần mềm mà em dẫn thôi ha. Thứ nhất là mình trong cái bộ combo đó, mình sẽ có một cái phần mềm đó chính là Auto Viral Content nè. Thì chức năng của nó làm gì? Chức năng của nó là để giúp anh chị có thể là tìm kiếm những cái bài post trên Facebook á, mà khi mà anh chị ví dụ giờ anh chị kinh doanh một cái ngành hàng đây, thì cụ thể luôn, hôm nay em sẽ nghe anh là bên mảng tài chính nè, ok ha. Thì anh sẽ tìm những cái thông tin về cái ngành hàng của anh, và những cái bài post nào hot, những cái gì mà trên thị trường á, người ta đang gọi là cái chạy quảng cáo rồi đó, thì những cái đó anh sẽ tìm được trong cái phần mềm này. Đó là nó có thể giúp cho mình là tìm được những cái content này, những cái video, những cái đó, cái hình ảnh hot trên thị trường, và giúp cho anh tối ưu hóa cái fanpage của mình luôn, và nó có cái lịch hiện giờ cho mình luôn đó. Thì mình cũng đâu có cần mất thời gian gì nhiều, mình chỉ việc đó là mình đi qua cái tường nhà người ta, những cái nơi, những cái thương hiệu mà nổi tiếng, ví dụ như anh làm ở bên anh thì anh biết, ví dụ như con coi nào nổi tiếng thì anh chui vô cái fanpage của nó, và những cái bài đăng nào nhiều lượt like, nhiều lượt tương tác, anh vô đó anh lấy về của anh thôi, và nó chỉ cần mình để nguồn rồi không bị đánh bản quyền. Thì cái này nó giúp mình tìm kiếm rất là nhanh, chỉ cần ví dụ tí em demo cho mọi người xem, chỉ cần mình gõ từ khóa thôi là nó sẽ ra rất là nhiều đó, mình không có phải vô mình tìm kiếm từ từ từng từng cái bay một ha. Thì cái tính năng của bao giờ mình cho là như vậy. Và tiếp tục không chị nào mình không có phát biểu, mình tắt nước cái đây nhé. Rồi anh Cần ơi, em có cấp cô hát cho anh rồi đó, diễn hỗ trợ tắt nước giùm em nhé. Với cô Cathy xinh đẹp. Dạ rồi, thì anh chị nhìn giùm em ở trong cái phần mà thành viên chat đó, thì những ai cấp cô hết thì những người này là thành viên của viện đào tạo Bách Khoa nha, và nằm trong cái team đào tạo giảng viên cũng như là cái team hỗ trợ bên viện đào tạo. Thì có những thông tin gì hai anh chị sẽ hỗ trợ và gửi đến các anh chị, tại vì em có thể là cũng không có nhìn thấy cái phần chat á. Rồi đi tiếp tục hả anh chị, mình sẽ đi đến một cái phần mềm thứ hai, đó chính là phần mềm Symbol Facebook Pro. Thì cái phần mềm này nó có rất là nhiều những cái chức năng,
nó giống như là một cái con bot tự động hay là một cái trợ lý ảo của anh chị gì đó, nó có thể giúp cho anh chị là hẹn ngày giờ đăng tin, rồi anh chị có thể cùng một lúc mà đăng nhập khoảng 10 đến 20 cái Facebook lên trên cái phần mềm này luôn, và nó đồng loạt xếp chương trình chạy cho các anh chị luôn đó. Và còn rất là nhiều tính năng. Đây hôm nay thì mình sẽ không có học cái này, nhưng mà một tí nha, em sẽ mở lên demo cho các anh chị xem những cái chức năng trong đây nó có gì nha. Rồi tiếp tục một cái phần, một cái gói thứ ba ở trong cái combo combo 4 của bên viện đào tạo Bách Khoa đang kinh doanh nè, đó chính là cái phần mềm UID đó. Phần mềm UID này để làm gì? Để cho các anh chị quét được ID của khách hàng theo từng ngành hàng của anh chị trên Facebook luôn, ở đâu quét cũng được hết, like, comment, share, chat chị, hay là những người theo dõi mình, theo dõi cái người đó ở trên Facebook luôn, mình cũng quét về được nữa. Thì mình quét cái UID về để làm gì? Thứ nhất là mình có thể kết bạn trực tiếp ở trên Facebook với người đó luôn, và mình tư vấn, ví dụ mình đang làm bên tài chính thì mình sẽ tìm cái khách bên tài chính đó, mình quét UID xong mình kết bạn, mình tư vấn sản phẩm của mình đó. Và cái cách thứ hai là mình sẽ lấy cái UID đó mình chuyển đổi về cái Zalo đó, mình kết bạn vô Zalo với họ thì mình có thể trực tiếp trên Zalo luôn, tại vì Zalo là nó thực tế hơn trên cái Facebook nhiều, nhiều nhiều khi là nó có cái ảo, nhưng mà Zalo là phải có cái điện thoại mới mới có thể là sử dụng được. Thì cái phần mềm quét UID này nè, thỉnh thoảng nó cũng sẽ quét được những số điện thoại ra luôn đó. Còn mà để chuyên dụng quét số điện thoại thì sẽ có một phần mềm khác nha, và hẹn chị em một buổi khác thì sẽ có sếp của em nó hướng dẫn cho chị rất là kỹ luôn đó. Và bây giờ mình sẽ đi cái phần đầu tiên nha. Mình sẽ đi cái phần đầu tiên là cái phần mềm UID. Và anh chị nào mà có phần mềm rồi thì mở ra làm với em nha. Còn không có thì em sẽ demo cho các anh chị thôi. Thì vì hôm nay chủ nhật mình cũng sẽ học nhanh thôi để các anh chị nghỉ ngơi. Thật sự anh chị nào mà ở trong cái viện đào tạo Bách Khoa thì anh chị sẽ biết một ngày ít nhất là 3 lớp và tuần tới là 6 lớp. Cho nên là tất cả mọi người đều vào hoạt động hết công suất luôn. Rồi mọi người có câu hỏi gì cứ comment lên phần chat nha, đặc biệt là tin của anh Xuân Hen nè. Đó. Em còn nghe tiếng của ai đó ta? Ok, rồi cái phần mềm đang mở, mọi người chờ một tí nha. Cái phần mềm này á, để mình có thì là mình có thể truy cập vô cái website của ATB á, mình vô đó mình xài thử, tất cả phần mềm của bên đó đều có xài thử hết, và nó cho cái thời hạn xài thử có thể là từ một tuần đến là 3 tháng, là tùy vào cái phần mềm của nó nha. Rồi đây anh chị, đây là cái phần mềm web UID nè, khi mình mở ra nó sẽ có cái giao diện như thế này nha. Đây thì những cái tính năng của nó nè, mình có thể là mình quét thành viên nhóm, mình quét tương tác, fanpage, like bài viết, comment bài viết, mình quét đủ thứ trên đời, cái gì mà ở trên Facebook có là cái phần mềm mình nó quét lấy gì hết cho anh chị luôn á. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đầu tiên để mình có thể sử dụng được thì mình phải đăng nhập vô đó, mình bấm vô cái đăng nhập nha anh chị. Khoan khoan chậm chậm, tới đây cho hỏi được không cô à? Dạ được, dạ được. Tại vì cái này á, tính năng này nó thấy nó rất là cần nè, nhưng mà mình này là mình sử dụng thử là được bao lâu và phương pháp để lấy như thế nào á cô á? Rồi ok anh, phương pháp để lấy thì đây, đầu tiên là mình, nó là xuất thân từ là ITB Software, nó là một công ty chuyên về phần mềm đó, thì muốn lấy cái gì thì vô đây cái đường link này em sẽ gửi vô trong cái phần comment chat cho mọi người nha. Rồi và sử dụng được bao lâu thì tùy vào phần mềm, và hiện tại bên viện đào tạo Bách Khoa đang có chương trình do bên em là đối tác chiến lược của ở bên ATB Software, cho nên là được cái ưu đãi là tất cả những học viên mà tham gia làm cộng tác viên ở bên viện đào tạo á là sẽ được sử dụng 4 cái phần mềm em giới thiệu vừa rồi đó, là miễn phí trong vòng 3 tháng nha đó. Còn anh ký trực tiếp ở trên web thì xài bao lâu thì là có thể là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó, nhưng mà riêng cái đối tác bên em là sử dụng 3 tháng đó. Thì sau 3 tháng anh chị thích cái thiện chị nâng cấp, còn không thì thôi đó. Rồi được chưa anh ơi, cái cách lấy cái cách làm như thế nào á? Dạ. Là sao là dạ, cái này là đi. mình đăng ký liền luôn là được thầy sử dụng miễn phí 3 tháng không cô? Dạ đúng rồi, tự giúp sử dụng miễn phí 3 tháng với điều kiện là phải đăng ký thông qua bệnh viện đào tạo nha. Là bên viện đào tạo có một cái form sẽ gửi ra bên ATB á, rồi người ta sẽ check cái ID bên đó, rồi người ta sẽ cung cấp cái tài khoản cho mình. Tại vì khi á, ví dụ như bây giờ cái phần mềm của cô mở lên như thế này thì của anh chị mở lên nó không có được như thế này, nó sẽ hiện cho cái bảng là bản này dùng thử hết hạn gì đó, phải cài lại đó. Thì đó, thì những cái phần mềm này á, là người ta cài cho mình mới xài được. Rồi ok nha. Rồi anh có hỏi gì nữa không anh ơi?
Không, vậy cô đi tiếp nha. Còn cái cách lấy nha, cái cách lấy đây nha. Anh chị vô cái website atbsoftware.vn ha. Rồi ở dưới này nè, tất cả những sản phẩm mà bên ATB nó bán thì nó đều cho mình nè. À, dùng thử hết, nó chỉ cho mình dùng thử nha anh chị nè. Dùng thử 3 ngày, 3 ngày, 7 ngày gì là nó có để hết trơn nè. Đó hay là những cái phần mềm nó cho mình tải free á, là nó có để cho nên hết. Thì anh chị quan tâm thì chị có thể vô đây tìm hiểu. Mà nhanh nhất đó thì anh chị đăng ký bệnh viện đào tạo để xài 3 tháng cho rồi nha. Rồi ok. Rồi đi tới bước này rồi, có anh chị nào hiểu gì không? Có hỏi gì không? Thật ra để mà tải được cái phần mềm này thì nó cũng gian nan lắm. Thứ nhất là mình phải đăng ký lên cái website. Nếu mình tự anh chị tự làm, anh chị lên lên website, anh chị tự tải về, nó cũng có hướng dẫn cách tải nhưng mà nhiều khi bị lỗi. Với lại mình mà sử dụng cái bản miễn phí mà xài thử á, thì thường á, nó hỗ trợ mình chậm lắm. Nó không có được như bên em là mua cái gói vĩnh viễn mình nói luôn rồi thì gọi cái không có liền. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ demo cái này nha. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vô cái phần mềm Simple UID nè, để quét UID nè. Thì ở đây nó bắt mình nhập cái cookie và cái phần mềm này mình chỉ quét trên Facebook thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ vô cái Facebook. Đây, mình sẽ vô cái Facebook. Và cái cookie là cái gì? Đó. Rồi, để em sẽ cho các anh chị xem. Cookie là cái phần mềm này như thế này. Cookie là cái phần mềm. Cái phần mềm giúp cho mình. À, anh Trần ơi, em nhờ anh tắt giùm em hộ với những cái bạn mà không có các biểu giùm em với. Rồi rồi, anh thấy rồi em. Dạ. À, rồi. À, quay lại chương trình nè. À, cookie là một cái phần mềm. Nó có sẵn ở trong cái khi mà mình giao về ở trên bên ATB là nó có sẵn cái cookie rồi. Thì chức năng của cookie giống như là một cái công cụ để anh chị lấy cái chứng minh nhân dân của mình á. Mình thì mình xài chứng minh nhân dân đúng không? Thì Facebook nó cũng có một cái ID, thì cái ID của Facebook nó định mình sử dụng cái cookie đấy ha. Đó. Rồi. Thì em sẽ nói sơ qua thôi. Thật ra cái cách cài đặt là phải có một buổi duyên để dạy cài đặt thì anh chị mới hình dung được. Còn bây giờ thì em chỉ đi sơ qua như vậy thôi nha. Rồi cái cookie thì anh về đầu tiên để lấy được cái cookie mà dán vô cái app hồi nãy á, là anh chị phải đăng nhập Facebook nha. Đó, anh chị bấm vô cookie. Mẹ này em mà nhà em nó yếu quá nên là nó chạy chậm nha mọi người. Rồi mình dán cái cookie vô, mình đăng nhập. Rồi đăng nhập thành công rồi nè các anh chị. Khi mình cài xong rồi thì cũng sử dụng. Rồi ok, đăng nhập thành công xong rồi, bấm ok nè. Thì bây giờ ha, mình sẽ test cái đầu tiên là mình test cái thành viên nhóm. Đó, test thành viên nhóm thì trong đây á, ví dụ thực tế luôn nè, anh xin nghe anh nhắn giùm cho em đi là anh hay vô cái nhóm nào để tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhất đi, thì em ở trên Facebook của em sẽ vô cái nhóm đó em quét cho anh xem luôn. Rồi đâu rồi, tìm tài chính trong quán tiêu à, thôi em ví dụ đi cho nhanh nha. JBO Forest đúng không? Rồi ok, ví dụ rồi em tìm kiếm cái group này đi, cái group này ở trên Facebook. Chợ Cà Mau thôi là trời, chợ Cà Mau là của em đó các anh chị. Rồi cái thứ hai được em nhóm. Cái thứ hai kiểu dạ, được đấy rồi ok. À, rồi hôm nay em thét bằng cái Facebook chuyện của em luôn anh chị ơi. Rồi nha, mình vô đây rồi, xong mình copy cái ID nè, copy cái ID của cuộc group này bỏ qua cái phần mềm đây. Hồi nãy mình quét thành viên nhóm đúng không, mình bây giờ mình sẽ qua là đó, mình bấm bỏ vô đây, mình quét ID của nó. Rồi nè anh chị thấy chưa, quét một cái rào là bao nhiêu thành viên trong nhóm, mấy ngàn con người là nó ra đây để em chơi nè, nó đang quét nè. Đó, thấy gì vậy chưa? Đó. Rồi xong quét tương tác nhóm cũng cái ID đó luôn, dán vô đây. Đó, chờ tí nha.
vui lòng nhập số bài cần quét. Ví dụ như trong cái trang fanpage đó nó đang 100 bài đi, mà giờ mình chỉ muốn quét 30 bài thôi, mình gõ vô 30 bài. Ở đây em test nhanh cho nên em gõ ít bài cho nó test lẹ cho các anh chị nha. Còn các anh chị sử dụng, anh chị test, anh chị quét nhiều cũng được hết trơn á. Rồi. Ok em. Quét. Dạ rồi, đang quét vui lòng chờ nó tí. Là nó sẽ quét ra được là cái tương tác nhóm này bao nhiêu like, bao nhiêu comment, bao nhiêu share gì đó, mà nó quét được hết luôn. Rồi, các bạn chậm quá, nó quay chậm. Đó nè, thấy chưa anh? Đó, khi mình quét xong nó sẽ ra nè, tổng cái lượt like nè. Đó, tôi chạy mất đó. Đây. Ok. Đây nè, của những người ở trong cái group nè, họ ai ai là người like nhiều nhất nè, thì có phải lúc này đây mình kiếm được khách hàng tiềm năng chưa? Ai like nhiều nhất rồi, ai comment nhiều nhất nè, đó, ai tương tác nhiều nhất nè, đó, thì đó là một cái công cụ để mình kiếm khách hàng tiềm năng của mình đó ha. Rồi bây giờ mình quét tương tác cũng như vậy luôn các anh chị. Các anh chị quét tương tác thì anh chị cũng nhập đúng cái ID đó luôn. Cái phần mềm này nó hay một cái là chỉ cần anh chị dán cái đường link vô thôi là nó sẽ quét cho anh chị luôn. Hồi lúc trước của nó là mình phải lấy cái ID rồi mình tách ra đường link rồi đó, bây giờ là nó làm cho mình hết luôn. Anh chị chỉ nhập cái đường link vô thôi là quét. Nên là cái này là anh chị muốn quản lý cho thằng cái nhóm của mình đó. Anh chị nào mà có một cái định hướng là mình tạo một cái group ngàn người ở trên cộng đồng đó, quét được điện thoại không cô? Cái này á, nó quét được, nó quét được ID thôi nha. Phần mềm UID là quét được ID, còn phần mềm mà symbol Zalo á, thỉnh thoảng nó sẽ quét được số điện thoại. Tại vì nếu như mà cái ID của cái người đó người ta đăng ký bằng cái điện thoại á, là sẽ nó sẽ quét ra, nhưng mà cái hiệu suất mà để quét ra số điện thoại là thấp nha. Tại vì mình có hẳn một cái phần mềm là chuyên quét số điện thoại nè, nên mình đâu cần dùng cái này chứ. Cái này là chủ yếu là anh chị là nó theo cái chiến lược kinh doanh của từng người. Ví dụ như anh làm tài chính và cái định hướng anh là tầm nhìn xa đi, thì anh muốn xây dựng một cái cộng đồng, một cái group là ngàn người, thì anh phải dùng cái UID đây nè, anh quét họ về cái em mới bắt đầu mình tương tác, mình xây dựng đó. Còn ví dụ như những anh chị mà muốn mời ăn liền thì anh chị quét cái số điện thoại, anh chị dùng cái phần mềm quét số điện thoại, anh chị quét nó thì quét cho số điện thoại, thì số điện thoại bây giờ anh chị khai thác trực tiếp luôn. Nhưng mà cái phần mềm quét điện thoại nó cũng bị hạn chế, ví dụ như một ngày anh chị chỉ quét được vài trăm số thôi, và khi anh chị kết bạn Zalo cũng bị hạn chế, thì cái nào nó cũng có cái mặt hai mặt của nó hết, và tùy theo mỗi người nhu cầu sử dụng thôi. Rồi đi tới đâu rồi, mình tới quét bài viết ha, mình đi quét bài viết đi, cũng có link nó luôn, mình quét bài viết của nó. Quét bài viết á, thì nó sẽ quét ra cho anh chị là cái bài viết nào được nhiều like, nhiều share, nhiều comment á, anh chị nó sẽ quét ra cho anh chị luôn. Nói chung á, cái phần mềm UID này là nó dùng để anh chị quét khách hàng ở trên Facebook. Đó là anh chị muốn quét ở đâu, quét của ai cũng được hết. Anh chị có thể quét được bạn bè của bạn bè ở trên Facebook luôn. Đó, anh chị quét được cái lượt mà người ta theo dõi, cái lượt theo dõi của fanpage, của cái bay mà anh chị quan tâm luôn. Đó, cái lượt like, cái lượt tương tác và cái comment ở trong đây nè. Em ở trong cái group này nè, cái group này đi nãy mình chọn group này ha. Ví dụ như trong cái group này là mình quét comment trong đây luôn của web UID nha anh nha chị. Đó, ví dụ như trong đây 13 bình luận là mình quét được luôn. Rồi cái phần mềm mà quét điện thoại đó, nó vi diệu tới đến nỗi là những cái người mà họ comment như đây này mà họ không để số điện thoại mình quét ra luôn. À, ai hỏi gì đây? Tiện lợi, dạ đúng rồi, rất là tiện luôn. Cái này do mình chưa phát hiện thôi chứ khi phát hiện là làm gì luôn. Rồi ha, em đã giới thiệu sơ cho anh chị cái tính năng về cái symbol UID rồi nha. Thì chức năng của nó là đó, giúp các anh chị là quét thành viên nhóm nè, đó, rồi giúp các anh chị quét tương tác, giúp các anh chị quét tương tác nhóm nha, tương tác trên nhóm và tương tác trên fanpage nữa đó, rồi quét lượt like, lượt comment, quét bài viết đó, rồi nó sẽ là những cái công cụ nó giúp anh chị như vậy. Còn cái cách sử dụng mà kỹ từng cái mình thấy luôn, hẹn một lớp khác nha, lớp hai để môn thôi cho lẹ các anh chị còn nghỉ ngày chủ nhật. Ok nha, mình đi đến cái phần mình tiếp theo nha các anh chị. Có ai có câu hỏi gì ở phần mềm này không? Rồi, không có là em đi qua nha. Tiếp tục nè. Tiếp tục mình sẽ đến với cái phần mềm là Symbol Zalo. Đây, mình tắt cái này đi. Đó, Symbol Zalo. Chủ yếu là quét thành viên nhóm. Dạ, quét cái gì là theo nhu cầu của mình thôi. À, ví dụ như em á, một số anh chị làm mỹ phẩm, thì anh chị sẽ thích quét cái comment hơn. Comment coi ai có nhu cầu hơn.
đó, hoặc là những anh chị mà xây dựng về những cái giống như em đang làm một cái group về Canva, các anh chị về nguồn thiết kế Canva, thì em lại thích quét mà ai mà like nhiều á, ai mà like nhiều cái bài viết tương tự của đối thủ em, để em biết cái chị khách hàng đó là họ cũng có cùng sở thích với cái cộng đồng em đang gây dựng đó. Thì đó, quét cái gì là do nhu cầu của các anh chị nha. Rồi, và tất cả những cái mình quét hồi nãy mình điều chuyển đổi về UID được hết rồi, hồi nãy quên mang quét không lưu lại một cái để làm lại, em test em sẽ lưu một cái UID lại cho các anh chị xem, để một lát mình lên trên cái phần mềm Zalo mình dùng cái UID đó mình kết bạn Zalo với họ luôn, và để em làm lại cho biết nè. Các anh chị mà quét UID các anh chị thì có hai cái mà nó hiệu quả nhất các anh chị. Thứ nhất, nếu như anh chị quét thành viên nhóm thì các anh chị ví dụ như những cái thành viên nhóm mà nó tầm khoảng mấy ngàn nữa, 5-6 ngàn nữa, thì các anh chị lọc cái danh sách đó ra, các anh chị lấy khoảng là những cái các anh chị nên biết là thành viên tương tác trong 60 ngày đổ lại. Tại vì cái nhóm nó có thể là nó vô rất là lâu rồi, rồi có những cái thành viên nó đã đi rồi, nó tùm lum hết. Cho nên là nếu như mà để hiệu quả thì các anh chị quét cái thành viên nhóm á, rồi sau đó các anh chị lọc cái ngày, các anh chị lấy chừng 60 ngày đổ lại thì nó sẽ là hiệu quả. Và có một cái hiệu quả nữa là các anh chị nên viết cái comment của cái bài viết á. Tại vì ví dụ như các anh chị đừng có quét like. Bây giờ nó có nhiều cái phần mềm nó đi like tự động á, như cái symbol của mình nè, nó cũng đi like tự động á, cho nên các chị mà quét like á, thì đôi lúc nó cũng không có chính xác. Cho nên để chính xác mà tốt nhất á, là các chị quét comment bài viết, và các anh chị thấy được cái comment đó, nó chính là cái khách hàng tiềm năng để mình tìm ra đó. Vâng, cảm ơn anh chia sẻ ạ. Dạ rồi, cô Thảo tiếp nha, cô Thảo ơi. Dạ. Thôi nó còn nhập cái cô quen cô quét lại. Cô quét lại cái lưu một cái danh sách để cho các anh chị hình dung là cái ID nó là cái gì thôi. Rồi team anh mà có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha, mọi người trong Zoom mọi người không hiểu cái gì mọi người cứ hỏi nha. Ok, Rồi, em. những em sẽ có những cái buổi mà chuyên chuyên dạy về một cái phần mềm nào đó, thì anh chị canh thì anh chị vô anh chị rồi chút lại cái này cái thành viên nhóm. Rồi em viết lại để em lưu danh sách lại. Đó, em lưu danh sách lại để em lấy em bỏ qua bên cái Zalo á. Em chuyển đổi những khách hàng từ Facebook qua Zalo cho mình xem luôn. Em sẽ đọc đi. Rồi. Rồi, bây giờ mình vô cái phần mềm Zalo nè. Phần mềm Zalo, phần mềm symbol Zalo. Đây là nó phần mềm như thế này nha các anh chị. Thì khi anh chị mở ra cái giao diện thì nó sẽ như thế này, và nó cũng đăng nhập giống như cái Facebook luôn, mình cũng đăng nhập bằng bằng ID luôn. Thì cái cách mình lấy ID của Zalo cũng y chang như cái cách mình lấy ID của Facebook, mình cũng lên cái trang Zalo. Lên cái trang Zalo ở trên web á, rồi anh chị cài sẵn cookie lên. Đó, rồi anh chị lấy y chang như cách lấy lúc nãy rồi dán qua bên cái phần đăng nhập là được. Đây. Nhưng mà nhắc nhẹ nha, khi các anh chị dùng cái phần mềm quét này nè, thì anh chị nên dùng một cái Facebook phụ hay là một cái nick, nó gì sao mà trong cái combo bên bên viện bán á, là có tặng cho các anh chị một cái nick hay là hai ba cái nick gì đó để anh chị dùng. Thì khuyến khích các anh chị quét đừng có quét bằng cái nick thật nha, em demo để em quét thì thôi, chứ anh chị mà quét nhiều quá mà anh chị chưa có rành thôi, cái sử dụng là nó sẽ khóa cái Facebook của các anh chị đó.
Rồi là quét quét cái ID của Zalo cũng y như vậy luôn, các anh chị quét nha, chị bấm thêm tài khoản chị đăng nhập vô là được, là cái chỗ nhập cookie đăng nhập hai giống y chang nãy là được. Còn em đã đăng nhập rồi cho nên là bây giờ em sẽ bấm sử dụng luôn. Cái phần mềm Facebook có chức năng tự động nhắn tin cho người mà mình quét không có mà. Nó quét về rồi nó sẽ anh thích đó thì anh cài, nó tự động nhắn tin, nó nhắn tin hết những người anh đã quét luôn. Rồi nhắn tin luôn có danh sách URL mà anh có, anh lấy ở đâu cũng có luôn. Cái phần mềm Simbo Zalo Facebook đó anh, có nghĩa là anh có cái tệp danh sách khách hàng anh quét UID về rồi thì nó sẽ nhắn tin theo một cái kịch bản, anh có thể thiết kế kịch bản, anh có thể add vô 5-6 cái tài khoản Facebook, nó cũng sẽ nhắn tin đi toàn bộ tất cả các cái tài khoản Facebook, nó đều được nhắn tin được hết nha. Yeah, rồi nó nhắn tin theo kịch bản, rồi anh lên lịch cho nó nhắn tin đều được hết. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Phần mềm là nó tự ra tự nhắn tin cho mình. Dạ, hai phần mềm nha cô Trang, cái symbol Zalo nè với lại cái sim, cái phần mềm á symbol Facebook nha. Và hai phần mềm này là có chức năng là tự động nhắn tin, tự động like đó, do mình cài thôi. Còn cái UID là chỉ lấy cái UID thôi, còn cái gì thì bỏ qua hai cái kia xài rồi nha. Rồi tiếp mình sẽ demo đến symbol Facebook và symbol. Dạ đúng rồi cô, đúng rồi đó, hai cái phần mềm đó là có chức năng tự like tự nhắn tin, nó do mình cài đặt nó thôi. Rồi mình sẽ đi đến cái phần là symbol Zalo nè các anh chị. Thì bây giờ nha, bây giờ mình sẽ test một cái thử là thành viên nhóm nè. Mình sẽ vô cái phần này đi, đây danh sách nhóm nha. Danh sách nhóm thì khi mà mình vào cái phần nhóm thì nó sẽ hiện ra hết cho mình những cái danh bạ của khách hàng mà mình đang có này nha. Đó thì thì cái chức năng của cái phần bên này ấy, thứ nhất là giúp các anh chị nè, anh chị xem được á là những cái người mà tương tác với các anh chị á, là cách đây bao lâu rồi họ không tương tác, để có thể là mình hủy kết bạn với họ nếu như mà lâu quá không tương tác, là một cách mình lập cái data của mình là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á là để mình có ví dụ trong cái Zalo của anh chị toàn là khách hàng tiềm năng thôi, nhưng mà mình đâu có thể nào một ngày mà mình ngồi mình nhắn tay mình nhắn cho hết như người được đúng không, thì là mình sẽ gửi tin nhắn. Mình gửi tin nhắn thì ở trong đây nó có một cái phần là ở đây nè, trước khi gửi tin nhắn thì bên này nó có một cái dấu tích mà các anh chị, ví dụ như anh chị muốn gửi cho ai á thì anh chị chỉ cần tích cho thôi, nó ví dụ như em gửi cho anh Công Tử đi thì anh chị tích cho anh thôi, còn em muốn gửi hết thì tích hết luôn đó. Em bấm vô cái chữ gửi tin nhắn nè, bây giờ em chọn nội dung nha. Trong cái phần chọn tin nhắn này nó kèm được cái hình ảnh và cái đường link nữa, cho nên rất là tiện cho mình khi mà mình muốn giới thiệu một cái sản phẩm gì đó đến cho khách hàng đó. Và hồi nãy nè, hồi nãy mình đã lưu cái file ID của cái Facebook về rồi, bây giờ mình quét nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái ID đó, mình kết bạn với cái ID đó và mình chuyển đổi qua Zalo là bằng cách như thế này nè các anh chị. Hồi nãy mình lưu cái data lại rồi đúng chưa? Nãy mình lưu là gì? Test Facebook. Mình tải lên. Đó, thì bây giờ mình chọn một cái nội dung tin nhắn gì đó bất kỳ, mình nhắn mình gửi đi, tới là nó gửi cái rào hết luôn những cái người đang có trong danh sách UID và những cái người đang có trong cái Zalo của mình luôn. Rồi cái phần này ok chưa các anh chị ơi? Bây giờ em mà gửi cái nó gửi hết luôn chắc tôi quýnh em chết. Rồi ở đây nó cũng có hướng dẫn mình là mình gửi thì khoảng 5 phút mình gửi một lần, mình cài đặt thì nó tự động gửi thôi. Gửi cho bao nhiêu người gì đó là ở đây nè. Đó. Thì cái phần mềm này cái chức năng nó là vậy nha. Rồi. Rồi để tạo nhóm cũng vậy luôn, khi mà anh chị đã chuyển đổi được cái khách hàng về trên cái danh bạ của chị rồi thì chị tạo nhóm nè. Đó, tạo nhóm thì mình cũng có thể lựa như tất cả những người trong danh bạ này đâu phải là ai cũng quen nhau đúng không, nhưng mà khi mình chuyển một thời gian mình đã lập trình được là cái thời gian mình nhắn tin đó, như thứ hai nhắn cái gì, thứ ba nhắn cái gì, thì từ từ họ sẽ trở thành cái tệp khách hàng của anh, thì lúc này anh mới tạo nhóm nè. Đó, anh tạo cái nhóm, anh nhét hết những cái người đó vô trong cái nhóm là xong đó. Hoặc là những cái file UID mà anh quét ở trên Facebook về, anh cũng có thể chèn lên trên đây là anh tạo thành một cái nhóm cho họ luôn. Đó là đồng điều đó mình chăm sóc là tổng thể luôn, chăm sóc sỉ luôn đó, chứ không còn nhắn tin từng người nữa đó. Rồi một số chức năng nổi bật của cái phần mình nha. Dạ dạ rồi, thì em chỉ đi nhanh qua như vậy thôi. Trong đây mình cũng chỉ sử dụng có hai cái phần chính, thứ nhất là cái phần danh sách này để mình làm gì,
lọc bớt bạn mà không tương tác bỏ đi để kết bạn mới vô. Tại vì Zalo một ngày nó cũng giới hạn cái số lượng người mình kết bạn, chứ không phải là mình kết bạn bao nhiêu cũng được đó. Rồi để gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng, rồi để tạo nhóm đó, cập nhật danh sách, lưu danh sách. Và chỗ này là khi mà anh bấm lưu danh sách đó, thì tất cả những người trong trong danh sách này nó sẽ được lưu về một cái file test y chang như lúc nãy vô đó. Rồi còn cái phần này cũng vậy nè, cái phần khi mà anh muốn chèn cái file, cái file mà hồi nãy ví dụ như hồi nãy nha, bây giờ em lưu danh sách thì nó sẽ làm Zalo đó, file Zalo thì nó ở đây đó. Và hồi lúc nãy em quét UID của Facebook về thì nó gọi là cái file UID Facebook đó. Và em còn một cái phần mềm nữa là quét số điện thoại về thì nó được gọi là cái phần cái file số điện thoại. Thì trong cái dấu cộng này là giúp cho anh chị hãy được ba cái file đó lên đó, ba cái file đó lên, cái bắt đầu mình thao tác là mình kết bạn với họ, mình gửi tin nhắn đi hồi lúc nãy luôn nha. Rồi thì cái phần này có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Anh chị có câu hỏi gì thì anh mình dụ như khi mình có danh sách thì mình tạo nhóm là dạ rồi, cái tạo nhóm nó như thế này nè anh, có nghĩa là mình tạo cái nhóm trong cái danh sách danh bạ của cái danh bạ của cái Zalo của mình nha anh. Có nghĩa là ví dụ như trong danh bạ của anh á nó có 100 người, nhưng mà anh mỗi lần mà anh nhắn tin á thì thường bên Zalo nó anh nên nhắn tin từ 50 người lại. Là có nghĩa là cái tạo nhóm là có tám anh nhắn 10 thì nó nói cái UID đó để mình tra ra cái người đó rồi mình mới kết bạn rồi mình mới nhắn. Thì thực ra đây là những cái thủ thuật để mình kinh doanh, có nghĩa là các anh chị có thấy một vài cái clip trên mạng là người ta hack cái đơn hàng của mình á, thì các anh chị nên quét cái có nghĩa là khi mà cái đơn hàng của mình thường á, là nó đổ về là từ những cái bài quảng cáo của mình chạy quảng cáo Facebook đi à, thì người ta sẽ dùng cái symbol Facebook này, người ta sẽ quét, người ta trên cái bài quảng cáo của mình họ lấy cái ID về và họ thấy cái comment trên đó là chẳng hạn như có một cái người nào đó comment vô là chị muốn mua cái này, hay là hỏi, hay là có một cái người khách nào đó người ta hỏi ồ giá cái này là bao nhiêu à, thì đó là những cái khách mà gọi là tiềm năng. Thì cái những người mà người ta có thể người ta dùng cái symbol này, người ta quét cái bài quảng cáo đó, người ta lấy trước cái thông tin đó, rồi cái người ta nhắn tin và người ta bán trước, có nghĩa là cái đó gọi là hack đơn hàng. Thì cái này thì không khuyến khích, nhưng mà các anh chị có thể linh hoạt các anh chị xử lý, thì đây chỉ là cái mà cần ví dụ cho các anh chị hình dung ra được mình dùng những cái phần mềm này để làm gì đó. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhá.
Ủa cô Thảo còn trong Zoom không cô Thảo ơi? Dạ Alo. em ở nhà mọi người nghe tiếng không? Rồi nghe rồi. Dạ nãy giờ bị ao ra không mới tính rồi ao điện thoại luôn xin tự vô lại. Sao? Sao ngộ ta em hết mà em ao ra mà mọi người còn ở trong đấy thì em không hiểu Zoom nó chạy kiểu gì luôn. Rồi bây giờ nè mọi người em trả lời cái câu hỏi của cô Cathy xinh đẹp nha. Cô hồi nãy cô em thấy là cô có hỏi là cái UID và cái web ID của Facebook mình quét rồi mình kết bạn bằng cái gì? Dạ thì hồi nãy mình đã xử như mình đã demo xong cái phần là mình quét cái UID ở trên Facebook về thành một cái file đúng không? Thì cái file đó nó sẽ lưu ở định dạng text, thì nó mình vào cái phần symbol Zalo nè. Nãy cô thích á thì cô bỏ lên cái phần mềm symbol Facebook, cô thao tác trên đó và cô kết bạn với khách trên đó là một cái tệp khách trên Facebook. Đó. Và cái thứ hai cô cũng có thể dùng cái file ID đó cô để lên cái file symbol Zalo này giống như em đang làm, em mới đang em trong quá trình em tải lên nè, thì những cái ID nãy em tải về trên Facebook bây giờ em sẽ chuyển đổi họ qua bên Zalo để em kết bạn em chăm sóc họ bên Zalo luôn đó nè các anh chị thấy chưa. Khi mà em tải file lên á thì những người ở trong cái file cái ID em tải bây giờ nó đã đổ ra cái phần mềm của mình rồi nè, nó đã ở trong cái Zalo của mình rồi nè, thì bây giờ mình làm gì, mình gửi kết bạn với người ta. Khi nào mà nó chạy hết cái data này thì chỗ này nó sẽ có một cái chỗ gửi kết bạn tổng thể giống như hồi nãy cái Facebook em làm gì đó, thì mình sẽ gửi một loạt hết tất cả những cái khách hàng mà mình đã quét từ ở trên Facebook về luôn đó. Còn bây giờ thì mình quét thủ công thôi. Chỗ này là cái ID của khách này, hồi nãy bé Công á, hỏi cô á, là có quét được số điện thoại không, thì chỗ này nè nó sẽ để là UID hoặc là điện thoại, thì những khách hàng nào mà họ sử dụng điện thoại thì mình mới quét ra được, còn những họ đã đăng ký cái Facebook á, bằng Gmail gì đó là mình quét không ra đó ha. Còn để quét chuyên luôn thì mình dùng cái phần mềm khác. Đó thì bây giờ mình đã chuyển đổi họ về được cái Zalo rồi thì mình bắt đầu mình gửi kết bạn với họ. Đó. Rồi mình cũng có thể cài ở trong cái phần gửi kết bạn nè, là mình muốn gửi cái gì đến cho họ. Ví dụ như mình là đang bên viện đào tạo, mình đang kinh doanh về Canva đi ha. Thì mình sẽ gửi là chào anh chị, em từ viện đào tạo Bách Khoa vậy vậy đó. Rồi em hôm nay có tặng cho anh chị một tài khoản xài trọn đời vĩnh viễn luôn, đời con đời cháu gì luôn. Gửi cái hình vô. Đó là nó có chức năng là cài đặt tin nhắn cho mình. Đó. Rồi cô Trang ơi, cô hiểu chỗ này chưa? Dạ đúng rồi cô. Mình quét cái file, mình hình ảnh cái phần mềm của mình hồi nãy ở đây là cái phần mềm này đúng không? Mình quét được cái thành viên của cái group hồi nãy rồi, group chay chay gì hồi nãy rồi, chay hô đó nha. Rồi mình lưu cái danh sách lại, thì cái danh sách sẽ tự định dạng là cái file UID nó có cái đuôi như sao á. Rồi cái đầu cô mới cứ để đó. Cô có thể là dán qua cái phần mềm này nè, cô có thể dán qua cái phần mềm symbol Facebook và cô thao tác trên đó. Trên đó thì chức năng của nó là đăng bài, post, group gì đó là cô muốn. Rồi cái định hướng của cô là cô muốn phát triển group bên đó thì cô bỏ họ qua Facebook. Còn bây giờ em thì em muốn đem họ về Zalo để em trực tiếp chăm sóc họ bằng Zalo luôn, thì em sẽ tải cái ID này lên cái file ID Zalo. Đây em đã thấy họ luôn và bây giờ các bạn chăm sóc liền luôn. Đó. Rồi ok chưa? Dạ rồi đó mọi người. Thôi dừng đi ha. Thì em đã demo cho mọi người xem những nè. Bây giờ nè. Đó, bây giờ mình tới cái tính năng này. Nãy giờ nó chứa chịu quá trời luôn. Đó thì đây nè anh chị. Khi mà mình được mớ người này thì đúng không? Được mớ khách hàng tiềm năng nè. Lát em gửi cho anh xin nghe cái danh sách em quét được nha. Tại vì em không xài. Rồi. Đây mình sẽ gửi tin nhắn nha, mình gửi tin nhắn là ví dụ như là thì khách này thì cái tài chính thì mình nên gửi cái gì cho họ vậy trời, tặng bạn gì đi, tặng bạn mười lượng vàng, tặng lượng mười vàng, cái tên mười cái tên con gì đó đi anh gì đó, tặng bạn mười cái bạn tên đi. con coi gì đó đang hết trên thị trường, tặng bạn mười đô đi đó, tặng bạn mười đô. Ừ, đó ví dụ như vậy đi ha, tặng bạn 10 đô thôi em gửi 10 đô để trải nghiệm đó phần mềm anh đó đó, mình cài đặt cái lời mời của mình cái xong mình gửi cho người ta đó, mình gửi một lọt luôn là xong. Ok tiện lợi quá ha, chức năng của cái này nó vậy. Nên là đâu có cần lo gì mà ngành hàng nào cũng có khách hàng hết trơn, do mình không biết kiếm ở đâu thôi, chứ còn bây giờ có cái này thì kiếm đã luôn. Rồi ok xong nha, em đi xong hai phần mềm rồi nha, có anh chị nào có câu hỏi gì không?
có câu hỏi gì thì mình bật mic cho mình hỏi không. Em sẽ đi đến cái phần mềm là auto viral content nữa thì mình sẽ kết thúc cái chương trình. Tiềm năng, dạ đúng rồi, cái phần mềm này rất là dễ sử dụng. Anh chị mà có cái chiến lược, cái tầm nhìn lớn, anh chị dùng cái này ok lắm. Rồi mình đi tiếp tới cái phần auto viral content nha. Mình sẽ test chị nè. Bây giờ mình lấy được khách hàng về rồi, mình có mấy ngàn khách hàng luôn rồi, thì bây giờ để vô đâu? Bây giờ để lên trên group Facebook rồi thì mỗi ngày viết cái gì lên trên đó cho họ phải đọc, mà họ ở lại không đi. Đó, thì bây giờ vô đây kiếm nè. Ngại ngại em, nó slow motion đó, mọi người chờ chút nha. Rồi cả nhà mình có câu hỏi gì không? Hôm nay Dung của mình khá là đặc biệt vì có một cái team của Hồng Sinh Hoa nó đang quan tâm đến phần mềm này, nên là cũng có những anh chị cộng tác viên bên viện nữa. Thì anh chị cần hỏi gì anh chị cứ hỏi nha. Thì lớp hôm nay là cũng là demo thôi nên các anh chị đừng có lo là anh chị cài rồi không có cách sử dụng. Dạ. Okay, em, hôm nay ai định hỏi em cái gì hay sao ạ? Dạ rồi. À, tiếp mình sẽ đi đến cái phần là phần này đi. Auto viral content nha. Đấy. Rồi khi mà mình cài đặt cái phần mềm này thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Thì cái phần mềm này á, khi mình cài thì mình cài free, nhưng mà để mình xài á, là ở bên ATB á, nó kích hoạt cho mình thì mình mới xài được. Đó thì cái cách xài là như thế này. Ví dụ như mình xây kênh Facebook đúng không, thì mình sẽ bấm vô cái chữ tìm kiếm. Bây giờ là anh thông tin cho anh Sơn Hen, hôm nay là anh muốn tìm cái gì ở trên Facebook. Ví dụ như bây giờ anh có nhóm ngàn người đi, anh muốn đăng gì vô Facebook anh, thì em tìm cho anh luôn những cái key, những cái từ khóa, những cái bài đăng mà nó hot nhất, nhiều lượt like nhất, anh đem về làm của anh thôi. Anh đâu cần suy nghĩ là ngồi viết làm sao cho ngay nữa. Cái này là mình những thì cái có chuyện comment nha. Họ những cái content của họ viết ở trên Facebook đúng không em? Có nghĩa là như thế này, đúng là những bài viết có nghĩa là cái phần mềm này, cái trường hợp mà mình có thể, mình khi mà mình đi làm những cái vấn đề này thì các anh chị có thể nuôi những cái fanpage, các anh chị nuôi những cái Facebook, thì ví dụ như mình có nhiều hay là mình bí ý tưởng về để viết content content cho nó hay á, thì các anh chị có một cái cách, đó là các anh chị hãy đi copy những cái bài viết mà nó có cái lượng comment cao về, để các anh chị có thể thay đổi một chút xíu gì đó, thì những cái bài đó nó sẽ thường nó sẽ dẫn đến cho mình một cái lượng tương tác nó cũng khá là lớn. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp mình đi tìm những cái bài, những cái chủ đề đó nó có cái comment lớn á, những cái bài nó hay á, để về mình sẽ sửa lại, mình post lên trên cái fanpage những cái fan mà mình nuôi. Dạ. Dạ anh hình dung không ạ? Thì cái này nó sẽ gì? Dạ anh cứ nói đi ạ. Dạ vâng em hiểu rồi, em hiểu ý anh rồi. Dạ rồi. Rồi cô Thảo anh. Rồi, bây giờ thôi cô Thảo cắt cái mảng cô Thảo đi cho nhanh nha. Bây giờ cô Thảo là chuyên về bên Canva, cô Thảo sẽ sợ cái chữ Canva. Đó, thì phần mềm nó sẽ cho cô Thảo cái gì. Đợi tí. Nè, đây là bây giờ là nó đã sổ ra những cái, thứ nhất là những cái bay, những cái bay mà có cùng ngành hàng với mình. Đó, và nó hiện luôn cho mình cái lượt like, là cái lượt mà lượt tương tác của cái bay đó. Đó, nó cho mình thấy. À, ví dụ như bây giờ cô chọn cái bài đăng của cái Canva này đi. Đó, bây giờ muốn đăng nó. Mở ra. Bấm vô đó mà. Mở ra thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Đó, thì mình đi copy của người ta. Mình đăng. Đợi tí nó lót mọi người. Ví dụ như mình làm bên cái ngân hàng gì đó, thì mình search ra cái từ khóa đó, nó bắt đầu nó hiện ra những cái bài, những cái bài mà nổi tiếng, những cái bài đăng, ví dụ vậy, nó hiện ra cho mình những cái bài này. Ví dụ như mình thấy cái bài này mà không có lượt like, được comment gì trên, thì mình bỏ đi, mình đi kiếm bài khác. Đó, ví dụ như bài này đi, 117 like mà không có comment, mình bỏ luôn, đi kiếm khác. Thì nó giúp cho mình là khỏi phải suy nghĩ là hôm đó mình phải đăng cái gì, mình tìm nó đâu và hình ảnh như thế nào, thì người ta làm sẵn cho mình hết rồi. Thì mình lên đây mình lấy luôn.
Thì ở trên đây em có tất cả các kênh đó, ví dụ như giờ cô lấy cái này đi ha, thì các anh chị có thể lựa đấy, anh chị là thích nhiều like nhiều comment vậy đó thì lựa. Và bây giờ nè cô, chỗ này là lên lịch nè, thì mình có thể lên lịch ra. Ví dụ cái này mà anh chị chịu khó đó, cái bay của mình xây dựng đó, anh chị ngồi một ngày là anh chị viết cái bài đăng đăng một tháng luôn á, khỏi cái suy nghĩ là tìm content ở đâu, viết làm sao và ảnh sao, người ta làm sẵn cho mình cho ngồi mình viết cái này mình đăng lên thôi. Rồi lưu ý một chút, ví dụ mình lấy của ai thì mình đi nguồn rồi đó, còn mình không đi nguồn là bắt buộc mình phải xào rẻ lại nha, không thôi nó tính với bản quyền của mình đó. Thì ở đây này nó sẽ liên kết với fanpage của mình và liên kết với Facebook chính của mình đó, thì anh chị tha hồ mà anh chị tạo dựng cái sự nghiệp nha đó. Rồi thì chỗ này á, là nó có hai phần, là nó sẽ hỏi mình là chỉ post lên trên cái trang này thôi. Ví dụ như hồi đó mình đã là đồng ý á, thì mình đã có cái trang này đó, thì nó sẽ hỏi nè, khi mình post nó sẽ hỏi là bây giờ bạn muốn đăng lên cái trang này thôi hay là đăng tất cả các trang luôn, có nghĩa là cái Facebook của mình, như Facebook của mình đã bây giờ có tổng cộng là 7 cái fanpage, thì nó hỏi giờ muốn đăng hết không, thì đăng hết thì cái bài này sẽ đăng hết luôn, thì sẽ rất là tiện cho anh chị khi anh chị muốn xây dựng cái lộ trình gì đó cho các fanpage của anh chị đó. Rồi còn muốn post luôn á thì bấm vô cái chữ post luôn, rồi vô đây xào trẻ lại tí xíu thông tin rồi post luôn là xong đó. Rồi tiếp nè. À, ví dụ như mình bây giờ mình tìm trên Facebook rồi, ở đây nó có cái thanh menu nè anh chị, ở trong đây nó sổ ra rất là nhiều thứ luôn. Anh chị có thể tìm trên Facebook, anh chị tìm video, Weibo của nó, TikTok gì đó, đủ thứ trên đây hết trơn. Thì tùy mình muốn tìm khách của mình ở đâu, mình ở đó. Bây giờ mình test một cái YouTube nữa nha. Thì đó, nè, thấy chưa? Nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái video, có nhiều lượt xem cho anh chị nè. Đó, kênh nào có nhiều lượt xem. Cô Giang hỏi sử dụng mấy phần mềm này bị rủi ro có Facebook không cô? Dạ có. Đúng rồi cô giáo bị có Facebook mà, cho nên á. Mai Thảo á, mới vừa nói xong luôn. Chỉ là demo nên mình lựa những cái bay mà ít người, mình demo một lần thôi, mình không có nên là dùng cái Facebook chính của mình để mình quét. Tại vì khi mà mình mua cái gói combo này ở bên viện đào tạo á, thì là đã có tặng cho mình là 5 nít, 10 nít hay là 1 nít hot girl gì đó, là để làm gì. Những cái nít này nó đã được nuôi rồi, nó được tới ưu tiên hết rồi. Người ta nuôi bằng cái ROSI gì đó anh chị, thì nó sẽ không có bị chết con, nó không có bị chết Facebook nữa. Thì mình mới dùng cái đó mình quét, chứ là không có nên là dùng, thứ nhất là dùng Zalo của mình quét này, dùng Facebook của mình quét này là không nên. Tại vì Facebook nó sẽ mặc định như thế này, một cái ID đó, một cái tài khoản đó. Mà anh chị hôm nay anh chị đi kết bạn cùng lắm chơi, một ngày anh chị kết bạn 15 người, thì chỉ có là spam mới làm vậy, chứ mà ai mà công dân chân chính mà làm vậy, đúng không? Facebook nó sẽ hiểu như vậy và nó khóa Facebook của anh chị luôn đó. Chị khóa rồi bởi vậy á, cô không chịu học trước gì hết à. Rồi ok nha. Chi tiết có tính năng là thôi rõ rồi, cô Trang ơi, nó mất rồi thì để coi có cách phục hồi lại không, không biết nữa, cũng có cách lấy lại nhưng mà cô Thảo không biết cái đó, cô Thảo chưa biết. Mà cô Thảo có nghe ở trong cái người ta dạy là có cái cách lấy lại Facebook được, là xác nhận bằng AFA gì đó cô, rồi nếu mà làm mất cái mã AFA nó thì phải tạo lại như thế nào đó đó, thì cái đó thì mình chưa hiểu nữa. Dạ đúng rồi, khi mà mình sử dụng cái tài khoản nhà thì nó có tài liệu kỹ cho mình lắm, thì nó sẽ hướng dẫn mình là tạo từng bước như thế nào, rồi bảo mật cái tài khoản như thế nào, mua ROC để mà chạy trên đây như thế nào, chứ không phải là vô cái quét giống cô đâu. Thì khi vô làm cô cũng chuẩn bị hết rồi, hồi nãy cũng có nhắc rồi đó. Thì anh cần là chuyên xử lý mấy cái tra khó này nè, cô Trang liên hệ với thầy Cần nha, để thầy Cần coi lấy được lại cho cô không. À, đó là một bài học và một lưu ý hết sức luôn. Rồi, chi tiết nè các anh chị, thì cái phần mà mình tìm cái tên á, cái tên ở trên YouTube cũng vậy luôn. Ngành của mình là cái gì thì mình gõ vô cái đó, thì nó sẽ hiện ra cho mình những cái bài những cái bài mà nó nhiều view, nhiều lượt like. Thì có phải bây giờ anh chị đăng cái tình tên trên bị chán rồi chưa? Đi qua bên Facebook kiếm cái bài gì mà nó hot, qua bên YouTube này mình kiếm video gì hot mình đăng, như là ví dụ như tài chính của mình lâu lâu nó ra con coi gì mới thì nó sẽ có những cái video demo đó các anh chị lên lên chị kiếm rồi anh chị post lên thôi đó, cũng có lịch về giống như y chang như bên kia vậy. Thì cái auto viral content thì cái chức năng của nó là như vậy.
Ừ đúng rồi, vậy anh chị phải bảo mật. Hello. Với lại là một thông tin luôn là khi các anh chị mua cái combo 4 ở bên viện Đào tạo Bách Khoa thì anh chị sẽ được sở hữu 4 cái phần mềm mà Mai Thảo vừa mới demo, 3 cái còn một cái là chưa demo nha. Từ cái đó demo rất là lâu cho nên là Mai Thảo sẽ không demo cái đó, nhưng mà sẽ mở lên để cho các anh chị xem trong đó nó có cái gì nha. Và khi các anh chị mua anh chị được tặng một cái nick Facebook rồi, một cái nick Facebook rồi, trong đó có 500 bạn và đã được là bảo mật 2 lớp A rồi, là không sợ. Bảo hành vĩnh viễn cho anh chị luôn nha. Ừ, bên viện cũng đã chuẩn bị sẵn hết cho anh chị những cái gọi là cái khả năng mà nó có thể xảy ra đó, cho nên là đã trang bị sẵn cho mình rồi. Hồi lúc cái tháng trước á, Mai Thảo giới thiệu với anh Sơn nghe cái gói này là tặng 20 nít lận, nhưng mà bây giờ là bên viện chuyển đổi chính sách rồi cho nên chỉ còn tặng có một nít thôi đó, còn lại là mình phải mua. Và mình muốn mua thì bên viện là mua nhiều thì bên viện cũng sẽ hỗ trợ các anh chị khách mua đó, tại vì trên thị trường nó cũng sẽ bán rất là nhiều cái nít như vậy mà nó ảo nha, không xài được đâu, không ai bảo hành cho hết. Rồi cái tuần mà em giới thiệu với anh Sơn Hang á, thì cái tuần đó quá trời ưu đãi luôn. Cái tuần đó là anh Hang khi mua cái gói này sẽ được 4 cái phần mềm về nhà, rồi tặng thêm một cái phần mềm thiết kế web, tặng thêm một cái phần mềm thiết kế hình ảnh nữa, tặng thêm một cái kho ảnh nữa. Trời ơi nó xịn gì đâu luôn. Bây giờ thì hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ nha mọi người, cái phần mềm simple Facebook này nãy giờ nhiều anh chị hỏi á, nhiều anh chị hỏi là à, cái sao không demo cái này luôn, thì cái này á là phải demo là nó vô từng mục này thì anh chị mới hiểu được. Thì em chỉ đi sơ qua để cho anh chị hình dung là nó có chức năng gì thôi. Còn nè hồi nãy nè cái mã 2FA gì là nó ở đây nè anh chị. Ví dụ như ở đây anh chị chọn thêm tài khoản thì nó sẽ có cái cấu trúc như thế này đó. Cấu trúc là ID của Facebook và password của Facebook của cái mã 2FA. Thì khi mà anh chị có cái này anh chị mới đăng nhập được vô cái phần mềm này thì cái khả năng mà mình bị mất Facebook á nó mới ít. Còn anh chị mà tự nhiên mà đăng nhập vô luôn á là nó sẽ bị mất. Thì khá. Rồi. Thì đây, ở đây nó nhận cái tác vụ như thế này nha, quản lý nè. Cái đồ si thì anh chị tìm hiểu cho đồ si là cái một cái phần mềm nó nuôi cái Facebook mình cho nó không có bị chết thôi. Nó ở trong đây nó có thể giúp mình nè viết cái kịch bản để cho mình dựng cái fanpage của mình, sau đó là nó có cái kịch bản sẵn luôn, quản lý kịch bản cho mình luôn. Nó quản lý lịch trình đăng bài viết nè, tiệp ID nè, tiệp khách hàng gì, lịch sử gì, nó nói chung là đủ thứ trong đây hết luôn đó. Rồi tạo mật khẩu đổi 2FA luôn, trong cái phần mềm này nó giúp cho anh chị tạo ra cái mã 2FA luôn nha. Các chị không có phải đi, bình thường nếu mà mình muốn lấy cái mã 2FA mình phải vô Facebook, mình vô cái phần cài đặt, mình vô cái xác thực hai yếu tố mình kiếm thì nó mới có cái mã 2FA. Còn trong cái phần mềm này là nó có những cái chỗ này anh chị bấm vô là nó tạo cái mã 2FA cho anh chị luôn. Rồi phần mà bạn bè nè, chức năng gì nè, khi bạn bè rồi tự giới thích bạn đây, cái phần là bạn bè nó cũng có y chang như bên Zalo, nó sẽ hiện cho chị một cái danh sách giúp cho anh chị biết được là bao lâu rồi cái người đó không tương tác với mình thì mình lập đi, mình có bạn mới vô thì nó cũng có chức năng đó luôn. Rồi cái chức năng mà hủy lời mời kết bạn, ví dụ như nãy giờ mình đi quét mấy trăm ngàn người một ngày đúng không, mình gửi lời mời kết bạn trơn rồi nhưng mà 2-3 ngày sau mình không thấy người ta đồng ý với mình thì mình cũng có thể vô đây mình kiểm tra lại rồi mình thu hồi cái lời mời kết bạn lại, mình mời người khác đó. Rồi chức năng gửi tin nhắn thì chắc chắn có nhà mời bạn bè xin live stream nè, các anh chị sử dụng phần mềm này anh chị chỉ cần cài đặt nó thôi là nó tự tới nhà tới giờ nó tự chạy rồi, mình không có cần phải suy nghĩ hết trơn. Bình thường chắc như phải mướn một người chăm fanpage hết mấy triệu khác nè. Các cụ tương tác thì tương tác nó có gì, nó giúp cho anh chị nhà lấy được tương tác bài viết, comment, chia sẻ gì thôi ba la ba la gì trên Facebook là ở đây nó lấy được hết trơn luôn nha. Nó quét fanpage, danh sách fanpage, quét tin nhắn, nó quét được cái tin nhắn ở trong bay luôn nè các chị đó. Cái phần mềm này nó là như vậy đó rồi nha. Có anh chị nào có thắc mắc gì không, thắc mắc gì thì hỏi. Dạ. Rồi cảm ơn anh Mai Thảo. Mai Thảo chỉ lại cho chị cái vai rồ content thôi. Vai rồ content. Bây giờ copy content. Cái page token này thì mình phải vào cái trang của mình. Chứ tìm từ bắt đầu token là chị chưa biết tìm.
Cho mình chưa biết hả? Chỗ này vô cái chỗ này rồi thì chị vô Facebook luôn, cái Facebook mà chị muốn quét đó nha nha, rồi chị mới lấy cái này nè, cái này là chị ATD bây giờ làm tên là chị phải cài cái này nha. Trong cái cookie chị đổ về là có hai cái này là hôm trước là chị Thùy là làm được rồi mà đúng không? Chị lên chị demo được rồi mà. Đâu, hôm trước mới làm viral Facebook với Zalo thôi, còn viral content chưa làm. À, có nghĩa là mình cũng nó cũng tương tự vậy thôi chị. Có nghĩa là mình cũng lấy có nghĩa là chị cũng lấy lại cái cookie giống như hôm bữa đó chị. Nhưng mà cái mà hôm trước mà bảo liên kết proxy để không mất nick là không biết làm. À cái này chắc là phải vào một cái lớp chị ơi, cái đó là... lớp thực tế, có nghĩa là sẽ hướng dẫn cho chị mua một cái proxy. Thì cái proxy nó như này nè các anh chị, có nghĩa là nó cũng giống như là một cái có thể dùng proxy. Alo, dạ các anh chị nghe rõ mà. Dạ có. Thì cái proxy nó cũng giống như là nó đối cái đại địa chỉ IP chị, có nghĩa là nó sẽ gán cho một cái một cái proxy, mình cũng có thể dùng cho vài cái fanpage, cho nên để nó hoán đổi cái proxy để cho Facebook nó hiểu nhầm là nó kiểu như nó đánh lừa Facebook là những cái fanpage của mình nó không tương tác, nó không quét trên cùng một cái địa chỉ IP ấy. Thì cái này là chắc nó sẽ rơi vào cái lớp ban ngày đó chị Thùy, có nghĩa là sẽ hướng dẫn cụ thể chị mua cái proxy như thế nào, rồi gắn vô cái proxy, mỗi proxy quản lý bao nhiêu cái Facebook. Thì trên thực tế thì bây giờ một cái proxy có thể quản lý được 5 cái fanpage đó chị, là có nghĩa là quản lý bao nhiêu cũng được, nhưng mà để cái mức độ an toàn thì một cái proxy là có thể quản được 5 cái fanpage. Vâng, thế thì bây giờ em chưa có cái đấy nên là em sẽ tạm thời chưa làm. Bây giờ chị cứ quét bình thường, tại vì em nghĩ chị cũng đâu có số lượng fanpage lớn đâu, cho nên là chị hạn chế về nhắn tin thôi. Ví dụ như mà chị nhắn tin ít thôi, kết bạn ít thôi, thì ví dụ như một ngày chị chỉ kết bạn chừng 20 đến 30. Không, thì cái viral cái mà viral Facebook với Zalo thì mình biết rồi, nhưng cái viral content này này à thì dạ là rồi, còn còn cái viral content, cái thì viral mình cứ lấy content bài này thoải mái thì đúng không, không sợ dạ đúng không? đúng rồi, mình không có liên quan gì tới proxy đâu chị, cho nên mình cái này mình chỉ đi quét thôi. Mình chỉ sợ là đi nhắn tin nè, đi comment nè, đi like, đi này nọ người ta đó liên tục á, mà trong một cái khoảng thời gian nó ngắn quá thì Facebook nó mới chặn mình lại, nó mới đánh cho mình cái lỗi là checkbone đó chị, là nó đi spam á. Chứ còn bây giờ mình đi quét, ví dụ như cái chương trình symbol UID ấy, thì mình quét thì thôi thì không không sao cả nha chị, nhưng mà điều có cái mình quét mà mình xâm nhập nhiều quá, tại vì cái vấn đề ở chỗ là khi mình quét UID ấy, thì mình lại 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 dùng cái token đó, cho nên là nó cũng 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 có tính chất là nguy hiểm. Cho nên là tất cả các mà nên khi mà làm những cái việc này, các anh chị nên làm một cái Facebook, mà Facebook đó là gọi là Facebook mà không phải chính thức của mình. Rồi khi mình nhắn tin là cái gì đó, ngay cả Zalo cũng vậy, Zalo mình cũng nên dùng cái số phụ, sau đó trên cái tin nhắn mình dẫn về cái fan chính của mình. Rồi Zalo mình cũng khi mình nhắn tin đó thì mình cũng dẫn thẳng về cái số thực của mình để cho người ta liên lạc, chứ người ta không có liên lạc trên cái số mà số phụ của mình, có khi nó đóng bất cứ lúc nào là mình mất khách hàng luôn. Rồi, dạ. Em xem video thôi. Dạ. Rồi em cảm ơn ạ. Vậy chị có cần em demo cho chị coi không? Rồi chắc là demo lại cho chị thì lần nữa rồi. Có rút xăm trúng thưởng thì rút xăm trúng thưởng nữa, hôm nay nghỉ sớm bữa cho các anh chị nghỉ. Dạ. Nếu mà demo lại thì tốt hơn chị. Rồi, hay là xem màn hình thì xem màn hình. À thôi em cứ làm đi. Thôi để em làm cho nhanh, để em làm cho nhanh.
Dạ rồi chị không có hiểu thì chị coi lại, còn không thì cứ hỏi em nha, ở nhà mình nè. Rồi nha, thì bây giờ để chị lấy được cái chỗ cất tới cái chữ này rồi đúng không? Cái chữ cookie này là tốt cần rồi, không biết làm sao đúng không? Rồi vô đây nè, đây vô đây nha, vô cái trang Facebook của mình. Thì trước đó bắt buộc chị phải cài cái cookie với lại cái ATP này về. Là khi chị cài trong cái file cookie này, nó đổ ra hai cái bánh xe này rồi nha, một cái xe là cookie, một cái là cái ATP gì rồi, thì chị bấm vô. Chị bấm lần thứ nhất vô ATP thì nó sẽ ra cái trình quảng cáo như thế này đó, rồi bỏ qua. Chị bấm vô cái lần thứ hai thì nó sẽ ra cái mã này cho chị nè, nó ghi nè auto viral content token nè đó. Chị copy nó, chị dán vô đây là cái cách mình đăng nhập nha. Thật ra những cái này có link hướng dẫn cho rồi, ATP là hướng dẫn cho nó mở có clip nhà đang đồng bộ hóa tài khoản, xin đợi đó. Rồi cái cách đăng nhập của cái này chỉ có vậy thôi chị đó. Vậy là mình đã vô đây được rồi, nhưng mà có một cái là khi mình xài cái phần mềm này thì mình dùng cái Facebook nào thì nó cài mình mới xài được nha. Nhưng cái này thì mình xài Facebook chính không sao, tại vì mình chỉ đi lấy cái bài post thôi nên là không ảnh hưởng gì hết nha chị. Ừ rồi, ok nha. Ờ, ok chị, cảm ơn. Rồi thì bây giờ đến với cái phần là chắc em thông báo lại cái gói này ha, em thông báo lại cái gói mà ATP của mình cho các anh chị, tại vì có mấy anh chị mới nè, thì để các anh chị nắm luôn cái giá này, với lại là ở lại nha, là cái thông trúng thưởng. Thì các buổi tối hàng tuần bên viện người ta bách khoa mà học thì có phát thông trúng thưởng hết. Chúng ta sẽ trúng thưởng một cái tài khoản Canva Go sử dụng một năm như các anh chị đó. Thì ai mà lỡ mà hôm nay team tài chính đó mà trúng cái phần mềm Canva mà không biết xài thì không có lo nha. Lịch ở trong tuần dạy một ngày tới 6 lớp luôn, cho nên là cứ thích thì em vô học thôi, không tính tiền nha. Ok nha. Rồi thì em nói lại cái giá của cái gói combo của mình nè. Thì thứ nhất, trong cái gói combo của mình sẽ có một phần mềm đầu tiên là auto viral content, và cái phần mềm thứ hai là symbol Facebook là nãy vừa mới đề ngon đó, và phần mềm thứ ba là phần mềm web UID, phần mềm thứ tư sẽ là phần mềm symbol V2 đó. Là trong cái combo 4 của mình là mình sẽ được 4 cái sản phẩm này, và cái quà tặng đi kèm của sản phẩm này á sẽ là một cái drive, và trong đó nó chứa 10.000 khóa học, trong đó 10.000 khóa học có thì cái gì mà lại đem đi tặng các anh chị. Thì kính thưa các loại học luôn, học về tài chính, học về kinh doanh, học về bất động sản, nói chung anh chị học cái gì trên đời cũng có cái đó trơn. Thì tại sao bên viện người tặng cho anh chị cái đó, tại vì đó là những cái lớp học mà anh Dũng đã từng đi học. Anh Dũng là gọi là lead ở bên cái team đi xuất tầm đó. Dạ thì ảnh đã đi học ở bên đó rồi, và ảnh cũng đã sưu tầm, ảnh mua những cái thay mà bản quyền của những cái diễn giả lớn như là thầy Lê Lãm Dương nè đó, thì đã bỏ vô trong đó nó hết trơn rồi. Chúng nó là có rất là nhiều cái loại học, thì tặng cho các anh chị cái gói quà tặng này nha, tặng cho anh chị 10.000 cái khóa học trong đó, thì tha hồ mà học luôn. Rồi cái quà tặng đi kèm thứ hai là sẽ tặng cho anh chị một cái phần mềm web số điện thoại, thì anh chị chỉ cần hình dung như thế này. Nãy đến giờ thì mình dùng cái phần mềm mình quét UID đúng không, thì sẽ có một cái phần mềm cũng y chang vậy luôn mà mình quét ra số điện thoại luôn, khỏi phần UID nữa. Thì đó là nó nằm ở trong cái combo 4 của mình ha. Và một cái phần quà nữa dành cho khách hàng mua cái gói này ở trong cái trong cái tuần thứ hai sắp tới, còn họ ảnh nữa thì đã giúp cho anh chị được cái công cụ anh chị kiếm khách hàng rồi, giúp cho anh chị tìm được cái bài đăng rồi, thì bây giờ tặng thêm cho các anh chị á là một cái kho đồ họa để các anh chị tìm kiếm hình ảnh ở trong đó anh chị đăng nha, là nó phục vụ là toàn diện hết trơn cho các anh chị đó. Thì cái gói này thì lúc đầu á thì nó có tặng nick Facebook, nhưng mà bây giờ là không có tặng nữa nha. Rồi các anh chị nào thắc mắc gì cái gói combo 4 không ạ? Dạ rồi. Rồi không có thắc mắc gì. Dạ anh nói vậy. À chắc là để anh giới thiệu về cái quà tặng, về cái kho đồ họa xíu ha. Rồi ok. Rồi các anh chị, thì cái quà tặng của cô Thảo vừa rồi, cô Thảo nói thì nó có một cái là cái kho đồ họa. Thì bây giờ cần sẽ giới thiệu về cái kho đồ họa này là một món quà tặng cực kỳ là hấp dẫn nha các anh chị. Rồi, chờ cần share cái màn hình ra chút xíu. Rồi đây các anh chị, cái kho đồ họa của mình nó như thế này. Thì nó sẽ, khi mà các anh chị mà được tặng cái kho đồ họa, thì cái kho đồ họa này nó có cái tên là
vnbitbet.com nha các anh chị, là đỡ cần dán trên cái ô chat cho các anh chị xem nha. Rồi thì cái kho đồ họ này nó có cái gì ạ? Thì ở đây gần như là nó có tất tần tật nha các anh chị. Thì ví dụ như các anh chị về thiết kế web, rồi các anh chị muốn chăm sóc fanpage hay là Facebook hay là Zalo này nọ các thứ, thì trong này nó, nếu như mà các anh chị mà không rành về các cái phần mềm đồ họ thì các anh chị có thể vào cái kho được tặng này các anh chị lấy. Thì trong này nó có gần như là tất tần tật về hình ảnh, về các cái panel, các cái ứng dụng cho các cái chương trình văn phòng, chẳng hạn như là PowerPoint, Word, Excel rồi này nọ, nó có mẫu rất là cực kỳ là đẹp nha các anh chị. Ví dụ như cái kho đồ họa này là nó có cả những graphic của nước ngoài và của Việt Nam luôn. Thì thì cái kho đồ họ này á, thì nó có tất cả các cái mẫu, ví dụ như những cái mẫu của Việt Nam nó cũng sẽ post lên theo những cái lịch của Việt Nam nha các anh chị. Chẳng hạn như sắp tới mình là có ngày 20 tháng 10 này các anh chị, 20 tháng 10. Trường hợp mà các anh chị mà bí ý tưởng mà không làm ra được các cái thiệp này nọ các thứ, thì các anh chị chỉ cần vô đây các anh chị là gõ 20 tháng 10 thì nó sẽ ra rất là nhiều cái thiệp đẹp này các anh chị. Thì các anh chị thoải mái mà lên trên này để các anh chị mà download về, mà mình chỉ cần làm gì, những cái thiệp này là những cái thiệp thiết kế chuyên cho dành cho dân đồ họ luôn nha các anh chị, thiết kế luôn. Tuy nhiên mình vẫn có thể lên mình lấy về mình sử dụng một cách thoải mái cho người bình thường, người chỉ biết sử dụng sơ sơ về Photoshop thôi, hoặc là các anh chị có thể theo bên viện của mình có những cái lớp Photoshop đó. Các anh chị chỉ cần có 2 buổi ở trong cái lớp đó thì các anh chị hoàn toàn có thể xử lý những cái panel như thế này. Thì thực ra mình cứ download về rồi mình sửa chữ, mình thay hình, mình đưa logo của mình vô thôi các anh chị. Hoặc là ví dụ như sắp tới mà mình có cái lễ là Halloween đó các anh chị, Halloween. Đó. Thì có nghĩa là các anh chị ví dụ như là website các anh chị nè, hay là các anh chị có một cái sale off gì trong cái dịp Halloween nè, các anh chị cứ lên này mà các anh chị lấy mẫu gì các anh chị, thì các anh chị chỉ cần đưa cái tên của cái shop mình hay là cái quán mình, cái tiệm mình gì đó, hay là mời gì đó, hay là mình làm thiệp chúc mừng trong dịp Halloween gì đó, thì các anh chị cứ lên đây mà các anh chị không cần phải suy nghĩ sáng tạo ra những cái ý tưởng này nọ. Trường hợp mà mình sáng tạo thì ok, tốt quá, có thể mình biết thêm Canva mình cũng có thể thiết kế được những cái thiệp. Nhưng mà trường hợp ví dụ như mà mình bí ý tưởng hay là gì đó, hoặc là ví dụ đùng đùng buổi sáng sớm mà coi như Zalo nó báo lên là coi như bữa nay là sinh nhật của ai đó, mà mình không muốn làm một cái thiệp đặc trưng để tặng cho bạn bè, cho cái người đó, thì các anh chị cũng, nếu như mà các anh chị mà được thưởng được cái kho ảnh này á, thì các anh chị vô chỉ cần gõ chữ sinh nhật ha, có cả Việt Nam rất là nhiều. Thì đó, các anh đây nó mẫu rất là nhiều này các anh chị. Các anh chị vô này các anh chị cứ đao về và coi như thay chữ, rồi thay một vài cái hình, hay là đưa hình, lấy hình trên Facebook của người ta đã bỏ lên trên này, thì mình có thể hoàn toàn tạo ra được một cái thiệp mà nó mang bản sắc của mình luôn, để tặng cho nó đẹp nha các anh chị. Còn ngoài ra các anh chị mà đam mê về video á, thì có thể các anh chị nào mà có làm về video thiết kế cho người ta, hay là các anh chị muốn làm video cho tiệm của mình, thì các anh chị vô này các anh chị tìm những cái footage của cái ngành hàng của mình cũng có rất là nhiều nha các anh chị. Đặc biệt là ví dụ như những cái về nó thuộc về phong cảnh, chẳng hạn như là bình minh, hoàng hôn, đồ gì các anh chị muốn tìm gì cũng có. Gần như là cái kho ảnh này nó cực kỳ đầy đủ nha các anh chị, ví dụ như sunset ha. Đó, ví dụ như một cái footage như vậy á, thì các anh chị lên những cái trang mà các anh chị khi cần tìm mua một cái footage như thế này thì các anh chị cũng mua với cái giá ít nhất thì cũng phải 5 đến 10 đô trên những cái trang cộng đồng. Thì khi mà các anh chị có thừa hưởng những cái này, ở bên này nó có gợi ý nữa các anh chị, thì các anh chị tha hồ mà thoải mái ha, các anh chị cứ đào những cái footage này về để mình tạo ra những cái câu chuyện của mình.
Hoặc là ví dụ như các anh chị mà muốn làm những cái intro hay là outro cho cái những cái video mà những cái tiệm, những cái shop nào mà hay quay video rồi đó các anh chị, thì các anh chị ví dụ như có thể về vô trong này các anh chị download những cái intro hay là outro gì. Rồi đó, cần mở tiếng lên cho các anh chị nghe luôn nha. Trên này nó cũng có rất là nhiều thứ, cho nên các anh chị mà mua cái phần mềm ATB thì các anh chị được tặng cái món quà này là cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi đây. Rồi cái công việc của mình là cái gì? Cứ đào bóp vô rồi thay đổi. Rồi cái phần mềm này các chị thấy hấp dẫn không ạ? Ý hấp dẫn là bấm giùm phía 1 ạ. Cái kho đồ họ này ạ. Rồi, thì nó có hai cách để thừa hưởng được cái kho đồ họ này. Thì cách thứ nhất là mà mua phần mềm ATB sẽ được tặng thêm cái kho đồ họ này. Hoặc là các anh chị có thể hiện tại cái kho đồ họ này nha các anh chị. Thì mình đang có cái giá bên Bizbet á, thì nó đang bán mình với cái giá là 2.2 triệu, 2.295.000 trên năm. Và cái gói mà vĩnh viễn của mình á, cái gói cộng này thì nó đang bán là 4.6 triệu. Nhưng mà cái gói Enterprise đây nha các anh chị, thì hiện tại bên viện của mình đang deal với bên chỗ Bizbet này á, thì trong tháng 10 và tháng 11 mà các anh chị mà có muốn nâng cấp cái tài khoản này lên, thực ra thì các anh chị vẫn đăng ký tài khoản miễn phí được nha các chị vẫn lên này trải nghiệm được. Tuy nhiên một ngày nó chỉ cho mình download có một mẫu à, mình phải cân nhắc để mình download cho nó đúng cái mẫu. Còn nếu như mà mình download mà nó không đúng á, thì nó về là mình phải chờ tới nó không, mình không hài lòng cái mẫu đó thì phải đến 24 tiếng sau thì mình mới download về được. Cho nên là các anh chị ví dụ như bây giờ thì viện đang deal với bên Bitbet trong tháng 10 á, thì bên viện sẽ hỗ trợ cho các anh chị nào mà muốn có cái này thì sẽ mất cái khoản chi phí là 1 triệu, mà là tài khoản vĩnh viễn nha các anh chị. Rồi còn tháng 11 sẽ là 1.2 triệu, cũng là tài khoản vĩnh viễn. Thì các anh chị mà cứ hàng ngày, nói chung là hàng năm hàng tháng thì bên cái kho này nó luôn luôn nó update theo ví dụ theo cái lịch của Việt Nam mình. Chẳng hạn như bây giờ sắp tới trong tháng 11 mà mình có ngày 20 tháng 11 này, thì các anh chị gần như là mình làm shop hay làm cái gì á, mình khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, mình cứ vô trong đây mà cứ tới ngày lễ ngày Tết hay là mình muốn sell off cái gì mình không có thời gian, cứ vô trong cái kho này các anh chị, 20 tháng 11 ở ngày nhà giáo Việt Nam có luôn. Thì đó, thì có hai cách mà mình có thể thừa hưởng được cái kho ánh đồ họ này các anh chị, đó là trong tháng 10 thì viện hỗ trợ cho các anh chị nâng cấp cái tài khoản này với giá là 1 triệu đồng, qua tháng 11 sẽ là 1.2 triệu, còn sau đó thì không biết như thế nào, nhưng mà là tài khoản vĩnh viễn nha các anh chị. Thì nếu như các anh chị mà thừa hưởng các anh chị mà nâng cấp cái tài khoản này thì các anh chị còn được tặng rất là nhiều cái quà nữa nha các anh chị. Trong đây á, thì sau khi mà các anh chị được nâng cấp lên cái này thì các anh chị còn có được tặng 29 khóa học thiết kế. Thì trong này có hầu hết tất cả các từ các cái lớp học về từ cơ bản cho tới nâng cao nha các anh chị, về đồ họa thì nó gần như tất cả luôn, ngay cả làm phim luôn nha các anh chị. Làm phim thì làm phim 3D, rồi những cái khóa học về chẳng hạn như dựng phim Adobe Premiere cho ngành truyền thông, rồi Adobe Premiere từ căn bản đến nâng cao, học kỹ xảo bằng After Effects đầy đủ nha các anh chị. Thì mình sẽ có được tặng thêm một cái combo 29 khóa học thiết kế này, cộng với lại một cái combo về khóa học nữa, đó là một cái bộ khóa học cực kỳ rất là nhiều về khóa học. Thì ở đây các anh chị
Vào phía dưới nè các anh chị, thì ở đây nó có phần mềm này. Phần mềm là một số phần mềm mà mình đây, một số phần mềm đồ họa mà muốn cài trong máy tính mình làm. Ngoài ra mình có những cái key cho Win 11, Win 10, 1T tài nguyên về đồ họa các anh chị. Thì trong cái kho tài nguyên đồ họa này cái gì cũng có hết á. Kho đủ đủ thứ loại, chẳng hạn như mấy cái shop mà buôn bán này nọ đang cần cho hình ảnh người đẹp, người mẫu rồi gì đó thì mình cũng có luôn trong này nha các anh chị. Ví dụ như các anh chị cứ vô cái kho kho người đẹp này thì nó đều là link Google Drive hết á. Các anh chị cứ click vô thì nó sẽ ra. Rồi trong này nó có đầy đủ ha, ảnh người đẹp, ảnh này nọ các thứ. Nó rất là nhiều hình luôn á, người đẹp, người mẫu cho spa. Đó, có hình rất là nhiều trong này nha các anh chị. Thì cái tha hồ mà các anh chị khai thác. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều cái lớp học khác, chẳng hạn như mà sau khi mà các anh chị học xong đồ họa này nọ các thứ thì có thể tham khảo ngoài các cái phần mềm mà đi tương tác này nọ symbol. Rồi các anh chị cũng có thể tham khảo thêm những cái khóa học marketing ở đây nữa nha các anh chị. Thì ví dụ như các anh chị muốn tối ưu hóa về YouTube nè, TikTok này, Zalo này thì mình cũng có những cái khóa học ở trên này luôn nha các anh chị. Rồi các anh chị nào lập trình thì có tất tần tật những cái lớp học dạy về lập trình ở đây. Rồi lớp kỹ năng nữa, kỹ năng của Lê Thẩm Dương hồi nãy cũng được tặng luôn theo đây nha các anh chị. Thì có nghĩa là mình mua cái phần mềm mà symbol Zalo symbol combo gói 7 triệu rưỡi đó nha các anh chị, thì mình sẽ được tặng cái kho này và cũng tặng được những cái khóa học như của Lê Thẩm Dương rồi hồi xưa là coi như là Mr. Dũng đã mua về để nghiên cứu, bây giờ thì tặng lại cho các anh chị. Đó. Rồi rất rất là nhiều cái thứ ở trong này. Đó. Cho nên riêng những cái khóa học này không á thì các anh chị đã thấy giá trị rồi. Rồi còn ví dụ các anh chị mà muốn viral, muốn thay đổi những cái đồ họa mà mình cảm thấy mà mình mất thời gian nhiều quá thì các anh chị có thể nghiên cứu cái kho Bitbest này nha các anh chị. Thì cái kho Bitbest vn bitbest.com này các anh chị muốn coi thì các anh chị cứ lên trên mình đăng ký một cái tài khoản miễn phí để mình vô trong này mình lục mình coi nha các anh chị. Đầy đủ hết tất cả các mẫu, cực kỳ nhiều dành từ chuyên nghiệp. Thì những cái này á là nó là những cái ảnh chuyên nghiệp luôn. Mình muốn bỏ Facebook hay Facebook nhưng mà mình nó có cả vector rồi này nữa thì các anh chị có thể in ngoài trời rồi in thoải mái, in in rộng, in to chứ không phải là những cái mẫu nhỏ nhỏ như các anh chị mà download ở trên mạng về thì coi như kéo lên cái là nó vỡ nha các anh chị. Rồi em cũng tranh thủ xin phép các anh chị để thứ nhất là giới thiệu về cái kho đồ họa này, có nghĩa là trong cái đợt này mình mua cái symbol cái bộ symbol của bộ software của ATB thì mình được tặng cái kho này, thì cũng giới thiệu các anh chị biết về cái kho này, kho ảnh, kho thiết kế này, do đó không biết là các anh chị nói quà tặng cái kho Bitbit là kho cái gì các anh chị cũng chưa hình dung cái về cái giá trị của nó. Rồi, chắc là xong rồi á, cô Thảo ơi, giờ rút xong thưởng hả? Dạ, bây giờ mình sẽ bốc thăm trúng thưởng. Rồi, với lại cô Thảo cũng sẽ gửi lên cái lúc nào có cái lịch học ở trong đây này cho các anh chị. Thì anh chị nào mà muốn tham gia vào bệnh viện để mà nhận cái lịch học miễn phí hàng tuần thì các anh chị cứ vào nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tới chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thì cái chương trình của mình là như thế này. Mỗi một người sẽ được chọn một cái số bất kỳ nha. Dạ, mỗi một người sẽ chọn được một số bất kỳ. Và ví dụ như ở trong đây có những anh chị, hai anh chị đi mà mình trùng số với nhau thì hai anh chị nó sẽ quay lại nha. Chỉ có hai người nó quay lại thôi, người số 1, người số 2 là quay lại. Rồi, ok. Và mình sẽ có một lần demo nha. Và một lần chị. Và bây giờ bắt đầu 1 phút cho các chị chọn số nha. Phần quà sẽ là 1 năm sử dụng tài khoản Canva thiết kế cả thế giới, biên bản Pro nha. Rồi, người cũ, người mới gì đều được bốc thăm hết. Các anh chị chọn một số cho mình nha. Nhưng mà cái phần thưởng này là dành cho những anh chị nào chưa có tài khoản Canva Pro nha. Có rồi thì mình chắc phải nhường lại cho các anh chị chưa có. Dạ, mình có 28 nha các anh chị. Thì các anh chị
chỉ nhấp từ 1 tới 28 thôi, không có số 49 nha. Số 49 bấm lại số khác đi. Có nghĩa là mình trong group mình hiện tại có 28 người thì các anh chị chọn giúp giùm cần là từ số 1 cho tới 28 thôi. À, em group chọn lại số giùm ạ. Rồi. Rồi, xong chưa các anh chị? Còn ai nữa mà? Rồi bây giờ bắt đầu mình đã hiểu luật chơi rồi nha, mình bây giờ là mình sẽ làm bản nháp trước, mình bấm thử nha. Rồi vẫn còn người bấm kìa. À trùng thì cũng không sao nha. Trùng thì cũng không sao, nếu như mà trường hợp mà có hai người trùng số thì mình sẽ bắt lại lần hai giữa hai người trúng. Rồi kết thúc nha các anh chị, bây giờ mình demo cái coi thử ai trúng demo nha. Hai mươi lăm, có ai 25 không ạ? Rất may anh Sử trúng 25. Dạ, anh Sử trúng 25. Bây giờ em bấm lại chắc chắn nó sẽ không có trúng số 25 nữa đâu. Cho anh Sử chọn lại một số nữa đó anh Sử ơi. Ok. Rồi nha, lần này là thiệt nha các anh chị. Rồi số 7. Có anh chị nào số 7 không ạ? Có David. Dạ có. Rồi. Chúc mừng anh Trung. David Trung nha. Dạ rồi cảm ơn. Chúc dạ, mừng nha. Anh Trung phát biểu xíu anh Trung. Dạ anh cảm thấy tối nay như thế nào rồi qua cái bài chia sẻ của cô Thảo với lại mình trúng cái phần quà mình thấy như thế nào? Chia sẻ tí giao lưu cho nó vui tối chủ nhật. Dạ rất là vui khi mà cái số của mình được trúng, bởi vì trúng số là một cái điều may mắn. Trước tiên là mình cảm ơn về cái số 7. Cái thứ hai là rất là cảm tình với lại cái lớp học của thầy Dũng Trần, cũng như là cái cách tổ chức của cái Zoom này. Thật là để dùng cái từ là biết ơn á, bởi vì có những cái mình không có theo kịp với trẻ thì thấy các bạn ví dụ như là thầy Cần cũng rất là ân cần trong cái bài những cái bài Canva và đặc biệt là Photoshop mình rất là thích học. Còn về cô Thảo thì thôi khỏi nói rồi, chắc là thuộc là top line quá. Tại vì cái giọng điệu đàn của cô đúng là em rất là điệu đàn. Thành ra làm cho cái Zoom của thầy Dũng cực kỳ rất là dễ thương. Tuy là lớp mình nó có cái gì đó rất là hay đó, số lượng thì ở cũng nằm ở trong cái dòng kiểm soát được, cho nên là cũng rất là dễ gần. Rất cảm ơn và vô cùng cảm ơn, bởi vì cái cơ hội học hành qua Zoom này làm cho mọi người có thể gần nhau và tiếp cận được nhiều kiến thức. Và cuối cùng là cảm ơn món quà rất là bất ngờ. Dạ, anh có thể cho biết là anh ở đâu không ạ? Mình là người Sài Gòn rạc, không có quê quán ở đâu hết. Dạ anh cứ nói đi ạ. Dạ thì cứ phỏng vấn. Tại vì mình theo dõi cái lớp thì thật sự thì đúng nghĩa là mình thấy có cái sự nhiệt tình tuyệt vời á từ các bạn. Tại vì mình cũng thuộc cái dạng mà học chậm rồi, thành ra mình nghiệm lại thì mình thấy các bạn hướng dẫn rất là nhiệt tình và gần như là liên lỉ luôn một tuần suốt như vậy. Thì mình muốn gửi lên cái lời chúc mừng cũng như là biết ơn tất cả những cái công sức của các bạn đã tổ chức ra cái môi trường này, khiến cho mọi người trở nên gần gũi hơn và biết được nhiều cái rất là nhiều. Mình còn có những cái buổi học mà Photoshop mà không có theo kịp thì không biết là có một cái câu hỏi nhỏ thôi là chưa có học được cái công thức mà ở bên ngoài người ta hay làm là ráp áo vest với lại gương mặt á.
Ở trong cái tiệm hình người ta hay làm, không biết là thầy có từng dạy chưa, qua chưa trong những cái buổi vừa qua hả thầy Cần hả? Dạ, sáng mai đi anh, sáng mai anh có rỗi không? Hình như là sáng mai có giờ Photoshop không cô Thảo nhỉ? Hình như thứ hai đó, đúng rồi. Dạ, cái này nó dễ lắm anh. Thì dạ, em sẽ, nếu như mà sáng mai mà anh không có rỗi vào cái lớp sáng mai, nếu như sáng mai có thì anh nhắn cho em tí rồi em sẽ hướng dẫn cho anh liền. Nó cực kỳ là dễ. Rồi là cái bài sáng mai cũng là một cái bài em sẽ hướng dẫn cho người mới học về Photoshop, và cũng có thể ghép được cái ảnh từ thay áo vest, áo này nọ các thứ đó. Cho nên là đúng rồi. Sáng mai anh ghé lớp, em hướng dẫn cho mọi người, rồi em hướng dẫn cho anh cái chuyên đề này luôn cho. Tại vì cái này cũng là một cái chuyên đề mà ít ai quan tâm, mà có anh quan tâm vô thì nó cũng thế, là cũng có thể em lấy ra em làm một cái bài tập. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi. Cô Thảo đây. Rồi, anh liên lạc với cô Thảo nhận quà nha anh Trung ơi. Ok. Dạ rồi, bây giờ mọi người, em xin mọi người 2 phút nữa để em thông báo cái lịch học ngày mai á, để anh chị nào mà mình có học thì học nha. Và thứ nhất là cái group em đã gửi lên rồi, em đã gửi cái link để tham gia rồi, thì anh chị nào mình chưa vào thì mình cứ vào nhận lịch học nha. Rồi đây là số điện thoại của em, thì anh Trung liên hệ với em nhận quà. Và những anh chị trong Zoom của mình nè, cũng như là những anh chị trong cộng đồng mình đó, nếu mà anh chị cần bất kỳ sự hỗ trợ gì, anh chị cứ nhắn tin Zalo cho Mai Thảo nha. Dạ rồi, thì cái lịch học ngày mai các anh chị ơi khá là dày đặc nha. Thì sáng sớm 8 giờ 10 phút là mình sẽ có lớp học Photoshop nha. Và tiếp tục là 10 giờ là mình học cái phần, học tiếp cái phần là hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Simple Facebook nè. Thì cái phần mà nãy cô Thảo demo đó, nãy cô chưa có hướng dẫn các anh chị được, thì sáng ngày mai sẽ hướng dẫn cầm tay chỉ việc các anh chị cài đặt như thế nào, sử dụng như thế nào luôn nha. Và ngày mai là sẽ thực hành là anh chị quét luôn, anh chị làm luôn tại lớp á. Rồi tiếp sau cái lớp sẽ hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Simple, đó là cái phần mềm Zalo nha. Thì đó, sáng ngày mai mình sẽ học hai cái đó. Rồi buổi chiều ngày mai mình sẽ học Canva, là từ 5 giờ, từ 3 giờ chiều tới 7, tới 5 giờ là có một lớp. Rồi 7 giờ 30 có một lớp nữa. Và tối, buổi tối là tiếp tục mình học về Photoshop nữa nha các anh chị. Thì cái lịch học gần nhất là Mai Thảo nhắc ở đây thôi, nhưng mà cái lịch học chi tiết á, Mai Thảo sẽ gửi lên trên lớp để các anh chị nhìn, các anh chị nhớ được. Tại vì nhiều quá sẽ dễ quên. Đó, và để nhận cái lịch học thì anh chị nhớ vô group nha. Vậy rồi, thì cái phần chương trình của mình hôm nay đến đây thì chắc cũng sẽ kết thúc nha. Có anh chị nào còn câu hỏi gì nữa không? Cô Thảo và mọi người đã hỗ trợ buổi Zoom chia sẻ ngày hôm nay nhé. Thực sự là tin là chính rất là cảm ơn. Dạ. Rồi cũng viện đào tạo cũng cảm ơn cái team tài chính của anh đã tham gia bên cộng đồng mình. Thì hy vọng sắp tới cũng sẽ cùng nhau tham gia nhiều chương trình nữa nha. Rồi chúc tất cả một buổi tối chủ nhật an lành hạnh phúc. Dạ. Rồi bye bye cả nhà. Rồi chào, bye bye cả nhà nha, tạm biệt mọi người ạ. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại. Mai Thảo ghim cái ghim cái lịch khóa khóa biểu nhé, không ghim lại cứ bị trôi. Dạ, em gửi là chị do còn ngày cũ nên em gần cuối ngày em mới gửi. Dạ. Không, ý là ghim lại ấy, ghim lại lên đầu ấy. Không, ghim thì khi nào em gửi là em nha, khi nào em gửi là em ghim. Dạ. Ghim lại không nó trôi. Dạ rồi, ok. Bye bye chị, bye bye cả nhà. Good night.